chư Phật tử và ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơn. Sa thủ lành thay. Út tát ăn ghê na quan đề hằng bà đa băng sâm. Quá rút tăng bút thể. Vô khá thổ. Khá ma tu mang. Con đem mặt tầm thành cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật. Là đại tôn chỉ thành các tội lỗi mà con đã làm đến Phật bà. Ghê nam đề hằng thăm mình cha đu thăng kinh cúi đầu làm lễ nhận pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho. Ô ta mang ghê hành cha đô ta mang sang bồ kha ma tăng ma ma thành bảy hai bậc tăng bảo và vô ý phạm đến tăng. Của cho phúc cho đạo tràng và tu tập tại sắc bồ đề hai ta về là sự đà số thi phong văn tu tế và tu tập phẩm mang ra lại lục ta về là sự đà tu tập phẩm mang ra lăng ra khăn tu tâm bà sẵn cả hai nụ phá quê nà sà đà sô thi Phật văn tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng các sự thành lợi thường thường đến người sô a tha la thô su vi tô vô rô na hô vô tất sa sa rô gô Sư Vị Tổ Hội Sa Hạ Sa Bế Nha Thí Phi Sa Tha La Tha Sư Vị Tha Vô Rô Na Ha Buôn Tha Sa Sa Nê A Rô Ga Sư Vị Tha Hội Sa Hạ Sa Bế Nha Thí Phi Tê A Tha La Tha Sư Vị Tha Vô Rô Na Ha Buôn Tha Sa Sa Nê A Rô Ga Sư Vị Tha Hô Tha Sa Hạ Sa Bế Hị nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai, a ca sát tha chất phun mát tha. Đề qua na ga mất tí ca, quân nhân đồ anu mô đành tu chi rằng, rắc hành tu xa xa năng. A ca sát tha chắc phung mát tha, đề qua na ga mất tí ca, quân nhân đồ anu mô đành tu chi rằng, rắc hành tu nô ga ru. A ca sát tha chắc phung mát tha, đề qua na ga mất tí ca, bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi rằng rắc hành tu nhà ta vô a ca sát tha chấp phum mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi rằng rắc hành tu bà ni nô a ca sát tha chấp phum mát tha đề qua na ga mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi rằng rắc hành tu nô sa đa chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự đọa thân mọi điều lẫm vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến lộ quyến thuộc tránh khỏi nạn tai
chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tấn, hòa hầu vô sanh. Văn kinh chí cú xá lá cấm măng, các băng kỳ rí văn, ma ma ca dê na hoa cha, ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng. Dê sạch ta sanh nhi đô, hạch thi dê cha sạch ta sanh nhi đô. Ca tăng quân nhà pha lăng mây hăng, sắp bê pha ghi phá hoạt tu tê. Về lăng ca tăng số quý đi tăng định năng, buồn nhà phá lăng ma già về. Cha tát tha cha nàn tí, đề hoa ganh tòa ni quê đã dùm. Sắp bê lô cầm hi về sạch ta, chi quan ta ra hay tu ca má nhuôn năng phụ cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta xa tí phước căn tạo thành võ thân cầu ý tu hành giáo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng, được mà hưởng an phước con hồi hưởng chân ban. Chúng sanh nay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ái chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay con người làm phước được rài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý, ủng dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng quá ta mê bún nhân a sa quá a gia quá hằng hồ túc, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là món dương lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Và chúng con cũng xin cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng với con thọ trì, đọc kinh lễ bái tâm bảo thọ trì quy giới. Và bây giờ con đã thấy Ngài Diệu Tông đã vào room rồi, và con kính đảnh lễ Ngài Diệu Tông, kính đảnh lễ tất cả chư đồng tôn đức tăng, và kính đảnh lễ tất cả quý bà quý cô tu nữ, và con cũng kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ con xin dâng mic lại cho Ngài Trí Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Ngài Diệu Tông đến với Pháp Hội. Hôm nay là ngày sinh hoạt Phật Pháp Tăng Đáp do Ngài Diệu Tông phụ trách. Bây giờ xin mấy ta có thể thỉnh Pháp Sư được không ạ? Alo, hoặc là trong đạo tràng vị nào có thể thỉnh Pháp Sư. Rồi bây giờ Sít Mê Ta thỉnh Pháp Sư ha. Rồi xin mời Sít Mê Ta. Dạ, xin đạo tràng lắng lòng cùng với Mê Ta đọc bài thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma cha loka thi bát tì sa ham bát tì
ca tần cha li an thi hoa rằng a cha chất san ti tha sát ta ba ra chất ca cha ti ca đề xê tu thầm măng a lu cầm bi măng ba chăng sát thầm ma phê rinh quy na dành cha ca dân suốt tần cha bản thân a phi thầm ma chăm măng a cô ta dành tô cha tu sắc cha đàn đằng ba bộ thai gì ba xa và mắt chê phạm thiên lòng kính thành cung thịnh Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở pháp 45 hạt vẹn toàn lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hàng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và bây giờ xin dâng mic cho ngài Liễu Tông để ngài thử âm thanh ạ. Nam mô Tát xà Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát xà Nam mô Tát xà Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát xà Nam mô Tát xà Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát xà Nam mô Bích Giả Kinh Bạch Chư Thầy Giả Kinh Thược Chư Cần Chư Nam Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Thà Giả. Dạ, chúng con đã nghe âm thanh của ngài rất là rõ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Sa Tu Sa Tu ngài Liễu Tông. Âm thanh của ngài hôm nay rất là tốt. Bây giờ đến giờ sinh hoạt. Và hôm nay thì sinh nhật Quỳnh đã về Việt Nam và chuẩn bị đi Ấn Độ. Thời gian của sinh nhật Quỳnh là vắng mặt trên room này một tháng. Bây giờ trong đạo tràng của chúng ta, vị nào hoan hỷ làm thị giả để hỗ trợ cho ngài Liễu Tông. Alo. Trong room này vị nào hoan hỷ làm thị giả để coi như là phụ giúp ngài Liễu Tông trong thời gian sinh hoạt này. Vị nào hoan hỷ coi như là chúng ta tình nguyện đi ha. Không có sinh nhật Quỳnh thì bây giờ vị nào có thể thay mặt sinh nhật Quỳnh, bất cứ vị nào cảm thấy có khả năng hoặc là đường truyền tốt, âm thanh tốt, quý vị hoan hỷ ha. Tự nguyện thì quý vị không thấy đưa tay. Thôi thì bây giờ xin mời Sĩ Kim ha. Sĩ Kim hoan hỷ ha. Bởi vì âm thanh của Sĩ Kim thì cũng thấy rất là tốt. Sĩ Kim hoan hỷ làm thị giả cho ngài Liễu Tông. Xin mời bàn tay của Sĩ Kim. Và quý vị chuẩn bị đang chạy ngoài đường ha. Quý vị chuẩn bị những câu hỏi, quý vị có thể trực tiếp đưa tay lên hoặc là quý vị có thể test chat lên và chúng tôi có thể đọc rồi ngài Liễu Tông sẽ giải thích cho quý vị nghe. Alo 123 Quân Đức Bản có thể quan hệ được không ạ? Hoặc là huynh Phan Quang Liêm
À, quý thầy đặt những câu hỏi. Hôm nay là cái ngày mà Ngài Liễu Tông sẽ giải thích cho quý vị biết sự tu học của chúng ta như thế nào. À, trong cái sự tu tập thì có những trở ngại ra sao thì quý vị có thể nêu lên để rồi trên con đường tu tập của chúng ta được rõ ràng hơn. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị hoặc là quý vị cứ đặt câu hỏi để chat lên. À, mình chào Huynh Trúc Giới. À, Huynh Trúc Giới có nghe rõ không ạ? À, Huynh có thể làm thị giả để hỗ trợ cho đạo tràng được không ạ? Alo, xin mời Huynh Trúc Giới có thể là thử âm thanh đi. Rồi, có thể phụ giúp cho đạo tràng trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay được tốt đẹp. Alo, Huynh Trúc Giới có nghe rõ không ạ? À, không biết đường truyền thế nào mà khi nãy Huynh đã đến với Pháp hội và bị rớt ra ngoài. Bây giờ trở lại thì Huynh Trúc Giới có nghe rõ không ạ? Mình chào Sikmeta để đưa tay, xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức và cùng chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô, tu nữ và con kính chào toàn thể đạo. Dạ, nếu không có ai á, thì con cũng xin cố gắng để mà thay thế cho cô Nhật Quỳnh. Chứ bây giờ không có ai hết thì, nhưng mà cái máy của con á, thì con không có thấy ai đưa tay hết. Vì vậy nếu mà quý vị có câu hỏi hay là muốn hỏi trực tiếp với ngài thì chỉ chat lên là cần cầm mic thì con sẽ dâng mic, chứ con không có thấy ai đưa tay hết. Và còn nếu không thì cứ chat lên thì con cố gắng con đọc. Và vậy bây giờ con kính chào toàn thể đạo tràng và xin tất cả quý vị trong một tuần qua có thắc mắc điều gì thì cứ mạnh dạn hỏi trực với ngài. Khi là thì con sẽ nhường mic, còn nếu mà chat lên thì con sẽ cố gắng đọc. Và như vậy thì kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng chúng ta cùng đặt câu hỏi ạ. Dạ, trong lúc con chưa thấy ai đặt cái gì thì con xin có một cái câu hỏi như vậy. Dạ, bạch ngài, thời gian này thì từ 2 tây tháng 12 cho đến 12 tây tháng 12 này, tuy tam đẳng kính của Đức Thế Tôn mà nước Việt Nam thì đăng cai năm nay, thì con không hiểu là khi mà trong thời gian như vậy đó là đọc hết tất cả ba tạng của kinh điển của Đức Thế Tôn để lại hay là như thế nào, và xin ngài giảng dạy cho con hiểu, và con xin dâng mic cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả, kính thưa chư quý vị. Cái nét của bộ nó yếu quá, anh đây quý vị cứ tập thể dục, nhưng mà quý vị cần gì thì cái chat lên để khỏi làm phiền tới ngày trưởng lão chủ room, chúng tôi có thể đọc được. Thật sự là cái nó là thông tâm tạng gì đó thì chúng tôi không có biết, nên tại chúng tôi không có để cách đây khoảng 7 năm 6 năm gì đó thì có một cái vị nào đó trong cái lần tổ chức đó có biết chúng tôi hay sao, một cái email mời, nhưng mà chúng tôi thấy cái ban mà nó tổ chức cái đó, đó là người Mỹ ở, ở gần đâu đây nè, là chúng tôi không có tin tưởng mấy, không có dự trả lời thờ là cảm ơn. Thành ra nhưng mà theo chúng tôi thấy một số cái clip video đó thì cái lật sách ra cái đọc vậy đó, nhiều khi đọc tiếng gì nó chứ không phải là tiếng Bali, thành ra cũng không biết cái nội dung của họ, hình thức của họ là sao thì chúng tôi không có rõ.
Nó thật sự là đó, những cái nước mà theo Phật giáo truyền thống như họ làm nó thì mình còn có tin tưởng, có đức tin đồ được, chứ còn cái người mà không phải là Phật tử thì thiệt thì mệt lắm. Nhiều khi họ làm gì, cái mục tiêu gì thì mình cũng không có để ý, cũng không rõ, nên là chỉ trả lời có mấy tay vậy thôi, chứ còn không mà chờ mấy cái phái đoàn đi về để hỏi để coi qua đó làm gì, để làm gì, thì chúng tôi chưa dự bao giờ. Đó là vấn đề như vậy. Còn chúng ta thì ở đây, quý vị có lẽ là quý vị nghe hàng ngày vô nghe pháp chắc là hiểu nhiều, hiểu hết, thành ra ít có thể đưa tay vô ngồi im khiêm nhường. Thành ra chúng tôi không biết quý vị muốn gì. Nếu gì nào có thắc mắc thì xin cứ chat câu hỏi lên, chứ không có gì. Chứ còn mà nếu mà để đây là bao thoát mà không có ai nói chuyện thì cái rum nghe nó cũng kỳ, cái rum nó không có lễ gì hết. Chúng ta ở đây thường thường, nếu mà nói theo giáo pháp Đức Phật thì chúng ta đang ở cái vùng Tất Sơn. Tại sao gọi là ở trong vùng Tất Sơn? Tại vì chúng ta có bảy cái pháp, đó là bảy pháp ngũ ngầm. Nếu chúng ta còn là phàm nhân mà không chịu hỏi, không chịu hành theo giáo pháp của Đức Phật, còn khi mà chúng ta học hỏi hành theo pháp Đức Phật cho đúng mức thì bảy cái pháp đó nó trở thành là thất giác chi, tức là bảy cái pháp mà dẫn đi ra khỏi cái nơi này, cái cõi ta bà này. Thành ra tùy theo quý vị muốn đi ngã nào. Chúng ta đang lẩn dẩn ở vùng Châu Đốc, có vùng bảy núi đó, thành ra đi sao mà đừng có lạc là được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết cái vị đã đưa tay rồi ấy thôi, bây giờ có gì nào có câu hỏi thì xin chat lên cô Phạm Vượng này nè, hay là mấy cái gì chắc là nét, không biết nét sao mà cái ra vô hoài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì xin kính mời quý vị trong đạo tràng chúng ta đặt câu hỏi để Ngài sẽ trả lời cho chúng ta hiểu về Phật Pháp. Dạ, kính mời cô tu nữ Khê Ma. Dạ, kính mời thính Pháp. Rồi kính mời tu học Phật Pháp. Rồi kính mời kính mời Nguyễn Hằng. Kính mời Thanh Tâm. Kính mời cô Kim. Kính mời Tầm Quý. Kính mời anh chị Phan Quang Liêm. Kính mời Đức Bản hay Đức Bang gì đây. Kính mời. Kính mời ạ. Kính mời cô Duyên. Kính mời Trúc Giới. Kính mời cô Phạm Vượng. Kính mời Phật tử Jody. Kính mời Giang Nhất Hạ. Kính mời lắng nghe. Kính mời Hoa Nguyệt. Mẹ ta xin kính mời ạ. Con thấy có câu hỏi của tu học Phật Pháp và con xin đọc ạ. Kính thưa sư, có phải một người khi nhập định tứ thiền thì có thể chấm dứt tạm thời tất cả những cảm giác đau đớn đang có trong thân? Con xin nhân mic cho ngài. Mời cô Khê Ma, cô Khê Ma đưa tay ra này trước đó, là sự tri đức có viết lên rồi mà cô mới ta không để ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca giá, mời cô Khê Ma nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca giá. Còn kính tri ân ngài trí đức, kính đảnh lễ sư trí đức. Thân chào quý đạo hữu.
Giơ tay mà không có cho lên trước mà để đọc cái câu người ta hỏi trước, giận rồi. Thưa con muốn hỏi ngài Liễu Tông, không giỡn chơi thôi chị Meta, nói chuyện nói cho vui thôi. Con muốn hỏi sư ngài Liễu Tông một câu hỏi về cái thời Đức Phật còn tại thế, thì con có đọc đó thì con cũng thấy là ngài khi mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng chấp nhận cho người nữ tu, nhưng mà sao tới bây giờ lâu lắm rồi nha, hồi đó con còn còn rất là trẻ, còn dạy học, mà cái trường con dạy đó là nó ở trong cái khuôn viên của một cái chùa, mà cái chùa đó là chùa Nam Tông, nhưng mà không có người nữ tu, chỉ có mấy người cụ già lớn tuổi, thì tới những cái ngày con nghĩ là những cái ngày đó là những cái ngày thọ bát quan trai, chắc con nghĩ là vậy nha, tại vì hồi đó con là người Việt mà con dạy ở trong trong cái chùa đó là của người Khmer, thành ra con không có biết nói chuyện, con không có hỏi, nhưng mà thỉnh thoảng thôi là những cái ngày đó là con thấy có mấy người lớn tuổi, người phía nữ là vô cạo tóc. Rồi sau này con cỡ hơn mười mấy năm về sau này đó, thì con có một cái duyên là con vô trong cái người bạn đó rủ con vô trong cái ban điều hành của Rung Phật Pháp Bodhidharma, thì thỉnh thoảng con cũng nghe nói là bên Nam Tông là không có nhận người nữ, mà hình như là cũng có phân biệt lắm đó thưa, không con qua Mỹ cũng gần 30 năm rồi ha, thành ra mình qua đây rồi đó thì cái cách đối xử với mọi người như là nam nữ bình quyền, không có cái vụ mà phân biệt vậy. Thì có một lần đó con đi vô chùa, một cái chùa chùa của thượng tọa, chùa của ngài Hộ Giác á, mà ngài bây giờ ngài mất rồi 7 năm 8 năm rồi, thì đâu có không có nghĩ tới cái chuyện nam nữ gì hết á, thì đi 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 chợ hay là đi mua cái gì đó thì cũng đi chung hết luôn. Lên xe cái, tại vì con hồi xưa đó là con ở trong cái mấy cái rung chính trị đó, thành ra con quen nhiều lắm, tại vì con qua bên chùa Pháp Luân đó thì đi đâu cái con mới mời lên xe, có mấy người bạn lại đó mời lên xe hết, mình đâu có nghĩ gì nam nữ gì hết. Nhưng mà sau này, dạ nói ngắn lại thầy, con xin lỗi tại vì con phải dài dòng để nói về cái vụ nam nữ chút xíu, thì thôi bây giờ con nói ngắn nè, tóm tắt lại là bên Nam Tông rất là phân biệt về cái chuyện nam nữ, nên khi đó tụi con đi chung với vậy đó thì cũng có những sư đi chung với con, lúc đó thì con tu rồi nha. Cái là có nhiều cái người, có người ta lại ta nói nhỏ ta biết rằng cô không nên đi chung, đi như vậy là phạm tội. Thì bây giờ con muốn hỏi, tóm lại là con muốn hỏi ngài Liễu Tông là bây giờ cái thời mà nam nữ bình quyền rồi 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 cái bên Phật giáo Nam Tông còn có cái ý nghĩ nam nữ nữa hay không? Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ con trả mít lại. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị trong giáo hội giáo trong hệ Nam truyền đó, thì không có tỳ khưu ni
lý do không có tỳ kheo ni không phải là kỳ thi hay là cái gì cả, mà tại quý vị không giữ được được giới cho nó trong sạch thì tự quý vị mất em. Người nữ không giữ được những cái giới Đức Phật chế định thành ra không thể tồn tại được. Bây giờ người nữ mà muốn tu đó thì phải qua tu qua hai cái hệ, hệ tỳ kheo và tỳ kheo ni. Mà khi hệ tỳ kheo ni đứt rồi thì không thể nào có tỳ kheo ni tiếp nối cả. Bây giờ cũng muốn biết cái dễ chứ không biết cái khó cỡ nào, coi cái thời gian 2 năm mà tu Sikkhamana đó để trở thành để được chọn cho tôi tu tỳ kheo ni đó, hỏi quý vị có giữ được hay không cái đó, đó. Giữ trong vòng 2 năm, giữ 6 giới chứ không nhiều đó. Ngũ giới cộng cái giới không ăn chiều. Mà cái điều mà nó khó là khó cái chỗ mà dầu quý vị có giữ tới 23 tháng 20 ngày đi, còn mấy ngày nữa là đủ 24 tháng, quý vị phạm vẫn lặp lại từ đầu như thường, đó là luật. Bởi vì nó khó khăn vậy thì là quý vị giữ không nổi, quý vị đứt bóng chứ có gì đâu. Chứ ở đây không có kỳ thị gì cả, đây là luật được Đức Phật chế định chứ không có nam nữ bình quyền gì hết. Đức Phật đã nói là nghiệp chia rẽ chúng sanh, nghe chúng sanh nam nữ là do nghiệp chứ không phải do người ta định đoạt, mà nói là nam nữ bình quyền. Nếu mà nói nam nữ bình quyền mà nó có thể thành tựu được đó, mai mốt mấy bà ra đi kiện nói là từ đây sắp tới đó chúng tôi không có đẻ nữa, để cho mấy ông đẻ, bởi vì chúng tôi cũng muốn có nam nữ bình quyền. Thì nó phải đi hỏi nghiệp coi nó chịu hay không chứ làm sao hỏi mấy ông thẩm phán coi ông chịu hay không, thấy không? Đây không có vấn đề gì nam nữ bình quyền cả, mà đây là do luật của Đức Phật chế định, và quý vị giữ không được thì quý vị đứt bóng, chứ chúng tôi không có làm cho quý vị bị ra khỏi cái hệ tỳ kheo ni. Thành ra ngay cả bây giờ đó, tu sa di đã trật rồi, tại tu sa di phải tu với người nữ chứ không được tu với người nam, mà phải ở ở với người nữ vậy đó. Mà cái điều thứ hai mà làm cho tỳ kheo ni bắt đầu không thể giữ được cái truyền thống đó là tại vì trong luật một cái chuyện mà nghĩa là vậy cho tu đó, tức là bên 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 người nữ không có gọi bạch cha di hay là bạch cha di ni, mà gọi là bà quách ti, tức là vị làm thầy đó mỗi năm chỉ được quyền cho tu một người, mà một năm được một người, năm sau không được, nghĩa là năm sau cho người đó tu là Sikkhamana mà thôi, cứ tu một năm trừ một năm, tu một năm từng năm vậy đó. Thành ra nó mất là do những cái điều kiện đó chứ không phải là do mấy tại mấy ông tỳ kheo. Thành ra muốn biết lật lực ra coi cho đàng hoàng chứ đừng có tách cái đó, không có được, không có nên. Chúng tôi thì tóm tắt để cho hiểu tại sao không có thì cũng đi là vậy. Tôi xin trả lời cái câu của tu học Phật pháp, một người nhập tứ thiện không cần phải nhập tứ thiện đâu, mình đắc thiện nào mình nhập thì trong thời gian nhập á, tạm thời thì những cái cơn đau cái gì đó nó không có làm cho mình nghĩa là có cảm giác khó chịu hay đau đớn gì cả. Lý do dễ hiểu là cái lộ trình tâm của chúng ta đó nó chỉ nhận mỗi lần một đối tượng mà thôi. Khi mà quý vị đau đớn là quý vị đang có cái thọ, nhận cái thọ thọ khổ làm đối tượng. Mà khi có thọ khổ làm đối tượng mà quý vị muốn nhập thiền là quý vị phải có cái Patipaka nimit của cái đề mục mà quý vị làm đó. Thì trong thời gian 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng tâm quý vị ở trong cái đó không à, trong cái đối tượng đó thì nó không thể nhận thức được cái ở ngoài, thành ra kể như là mình tạm thời không có những cái sự cảm giác đau đớn rồi như vậy. Nhưng mà cái sự đau đớn đó, cái thọ khổ là nó vẫn sanh diệt như thường chứ nó không phải không sanh, nhưng mà tại vì cái lộ trình tâm mình đâu có nhận được. Cũng giống như quý vị nếu mà vị nào từng đi hành thiền mà phòng xếp đó, mỗi lần đau thì ông thầy sư ông biểu niệm đau hà cái quý vị hết đau, nếu có tâm quý vị mạnh mới được. Tại vì cái tâm quý vị lúc đó có cái chế định là cái đau đau đó là nó làm quý vị quên cái chỗ mình nhất nhất kia, là quý vị không cảm thấy không có đau, chứ không có cái vụ mà niệm đau hà là hết đau, không phải.
Thì trường hợp này vậy, khi mình nhập thiền cái tâm nó có một cái đối tượng rất là vững chắc, thành ra nó làm cho cái tâm nó không thể mà nó nhận dạng hay là nó nhận bắt những cái cảnh khác ngoài cái đối tượng mà mình dùng để nhập thiền đó. Thành ra trong thời gian đó không có cảm giác đau đớn. Một cái thầy á, mình tâm nó cầm mít lên làm thị giả, mình tâm nha. Dạ, sa thú và kính riêng sư Liễu Tông và trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Liễu Tông. Kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Trí Đức và kính đảnh lễ chư tăng ni và kính chào quý Phật tử. Dạ mời, hình như có cái câu hỏi của Phật Pháp Online post lên đây, mấy câu này trả lời chưa đây không biết nữa. Dạ con mới vừa vào room nha, về lên đây cái mic của con nó tương đối rõ. Dạ. Dạ rồi, dạ con kính thiền. Sau đây con thấy Giang Nhất Hạ kính đảnh lễ sư. Dạ thưa sư, cho con hỏi làm sao mình có cách nào để giữ chánh niệm được liên tục? Dùng cách gì để đối trị với bảy chuyện mà nó kéo mình đi xuống? Cận kề thiện tri thức bạn đồng. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, không ai trên cái thế gian này có thể có niệm liên tục được. Xin thưa quý vị, ngay cả bậc A La Hán cũng vẫn không thể có niệm liên tục được, chứ đừng nói chi tới mình. Bởi vì có những cái tâm nó không có niệm trong đó, ví dụ như 18 cái tâm vô nhân nó làm gì có niệm. Mà trong 18 tâm vô nhân thì có cái tâm gọi là Hạ Si Tục Ba Thá, tức là cái tâm làm cho bậc A La Hán cười thôi. Đó. Thành ra vì A Lán vẫn cười không có niệm như thường đó. Thành ra mình dùng, mình phải đi học cho nó có đủ khả năng để hành cái phương pháp tứ niệm xứ, thì cái mình thời gian mình sẽ có cái niệm nhiều hơn là thời gian nó không có niệm, chứ không thể nào nói là không có niệm hoặc là giữ được liên tục rất là khó khăn, không có được. Một cái lộ trình tâm nó có 17 sát na, qua tới sát na tới 18 nên nó xuống phá quan khá, mà nó xuống khóa quan khá thì kể như mình cũng là chưa chắc là có niệm được. Thành ra nên học nghĩa là theo cái những cái pháp mà để mình có thể mình cái tâm mình điều khiển cái tâm mình ở trong những cái đối tượng liên tục được đó. Thì lúc đó mình có nhiều cái cơ hội để có nhiều cái niệm hơn là cái cơ hội không có niệm. Một cái thầy á. Dạ yeah, sa thú và yeah, kính trang sư Liễu Tông và yeah, kính mời quý vị Phật tử quan hỷ giơ tay lên nêu thắc mắc. Và yeah, sau đây con thấy Bảy Ngô kính bạch ngài, ở Mỹ có lễ tạ ơn Thanksgiving đối với người Phật tử nên nhìn việc này như thế nào và làm sao để trả ơn cho tất cả một cách thiết thực ạ? Và yeah, con kính thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn này, kính thưa chư quý vị, mình nên trả ơn cái người mà mình thực sự là có họ có ơn với mình, cái là người thật sự có ơn với mình ở trên đời này đó. Nói đúng ra là có năm hạng, nhưng mà mình kể gần mình nhất là ba hạng, đó là cha mẹ và thầy tổ. Nên thì thầy tổ có thể là mình không có nhiều cơ hội, nhưng mà cha mẹ chắc chắn là mình phải có nhiều cơ hội rồi. Thành ra trong những ngày lễ người ta nói tạ ơn, người ta làm gì đó chuyện của người ta, thì mình là bổn phận của người con và làm như thế nào. Trong măng lá thi bà ni giải thích cái vụ mà cái người con mà tạ ơn như thế nào gọi là tạ ơn đúng mức đối với cha mẹ. Tức là nếu cha mẹ là người chưa có biết bố thí, biết cho ra đó, thì làm thế nào để cha mẹ biết làm được việc đó? Cha mẹ chưa biết trì giới, giữ giới, thì làm thế nào để cha mẹ biết được thế nào là trì giới, thế nào là giữ giới? Rồi cha mẹ chưa có nghĩa là biết một số cái điều kiện về mình nói là tấn về giáo pháp này kim sùng đó, thì mình làm thế nào để cha mẹ có thể có được? Và cái
cuối cùng là cha mẹ chưa có trí tuệ, chưa có chánh kiến, làm thế nào để cha mẹ được có chánh kiến, đó là sự báo hiếu cao thượng nhất. Thì lấy thí dụ là ngài Sariputta, đó là người con chí hiếu, trước khi ngài chết, ngài trước khi ngài niết bàn, ngài xin Đức Phật để về nhà, là nơi có bà già đang ở nhà đó, mà bà già đó là bà, cái bà tà kiến ngài số 1, số 2 rồi là Đức Phật đó. Cái hãy nhìn mấy ông sư đầu trọc là bà chửi thôi chứ không phải, bởi vì bà có 7 đứa con mà đi tu hết, mà bà tức lắm. Thì tối đó ngày về thì ngày bị bệnh, thì tối đó là tứ đại thiên vương xuống đảnh lễ, rồi tới đó là vua trời để thích, rồi sau đó tới Phạm Thiên xuống. Thì Phạm Thiên xuống thì hào quang nó phải hơn hai cái bậc kia, thì bà già bà ngạc nhiên, bà mới hỏi sáng rồi bà hỏi ai mấy cái người đó ai, thì mới nói là đại Phạm Thiên. Thì bà mới tỉnh ngộ và nói xưa giờ mình lại ông Phạm Thiên sói tráng, mà giờ ông đó còn phải xuống đảnh lễ con mình, chắc là ông con cũng có cái gì. Nên là lên la thì đưa ngài xã đi Bồ Tát, ngài mới lợi dụng cơ hội đó, ngài mới thuyết nói một vài pháp ngắn, thì cái bà đó bà đã từ bỏ được tà kiến và đắc sơ quả. Đó là kể như là nghĩa là cái báo hiếu cao thượng nhất, bởi vì ít nhất đó là làm cho mẹ chỉ khổ nhiều lắm là 7 kiếp mà thôi, chứ còn bây giờ mình không có làm những cái việc đó thì chắc chắn là mà chẳng những mình mà cha mẹ, người gọi mình gọi là cha là mẹ đó, luân hồi còn bao nhiêu a tăng kỳ kiếp nữa. Thành ra cái việc nào mà để gọi là trả ơn đó thì nên trả cái người gần nhất của mình. Bây giờ mình lấy cái ngày nào đó cũng được, hoặc là tốt nhất là quý vị nên lấy cái ngày sinh nhật của quý vị đó, là cái ngày lễ tạ ơn, hay là ngày lễ vu lan cũng được. Tại sao phải lấy cái ngày sinh nhật? Quý vị nên nhớ rằng cái ngày quý vị gọi là ngày sinh nhật đó, là cái ngày mà cái người đàn bà quý vị gọi là mẹ đó nha, phải banh da xẻ thịt, đổ máu mồ hôi, nhiều khi phải mất mạng để quý vị có được sự sống. Mà khi mà tới cái ngày đó rồi quý vị đi nhậu cùng bạn bè say sưa, trong khi mẹ ở nhà, cha ở nhà, nghĩa là ngồi chơi chờ con, quý vị cứ nghĩ vậy đi, thì cái người đó có đáng trả ơn hay không? Thành ra dầu rằng Mỹ nó có tổ chức ngày nào, hoặc quý vị ở xứ nào mà có ngày lễ tạ ơn giống vậy đó, thì cái ngày đó quý vị nên tạ ơn cha, tạ ơn mẹ, chứ không nên tạ ơn mấy con tật kia làm gì. Đó là những điều đóng góp chúng tôi hỏi ấy tại dạ. Dạ sa thú sa thú, và kính thưa sư Liễu Tông. Dạ mời quý vị tiếp tục ạ, nêu lên những thắc mắc của mình. Dạ quý vị có cái suy tư gì đó đơn giản mình cứ hỏi ra, chuyện hàng ngày mình gặp đó quý vị, thì mình thắc mắc gì đó mình cứ hỏi ra để sư giảng dạy, để chúng ta có cái nhìn nó hay hơn về cái lối sống, nó thực tế hơn, cái này thực tế hơn. Căn bản Phật pháp mà hàng ngày chúng ta đi thì chúng ta dấp té làm sao đó, thì hỏi sư chỉ cho để chúng ta bớt dấp té. Dạ quý vị không hỏi Minh Tâm hỏi ạ. Dạ kính thưa sư, có cô Thanh Tâm, cô Nga đó, dạ, ở bên Nhật đó, cô lại nhắn tin nhà trước là kính đảnh lễ vấn an sức khỏe sư, nhà sao cô muốn hỏi cái vấn đề là cô có là đăng ký lễ dân y năm 2021. Dạ, thì chủ trì ở chùa đó nói là 150 triệu. Dạ, thì cô đã đi số tiền đó và bỏ vào trong tài khoản nhà để cho, thì bây giờ thì ở ngôi chùa đó thì có 5-6 vị Phật tử gì đó, và thì muốn hùn vô làm cho nó lớn lên, thì nó tăng cái số tiền lên là 300 triệu. Dạ thì cổ thấy không hoan hỷ lắm, thì mấy người đó nói nếu không hoan hỷ thì có quyền rút ra, người khác người ta nhảy vào người ta làm. Dạ thì do vậy cô rút ra, thì cái chuyện đó đã xong hết rồi, thì giờ cô đã rút ra không có làm nữa. Và câu hỏi cô muốn hỏi là như vậy thì cái số tiền 150 triệu mà cô để dành đó đó,
Thì bây giờ cổ có thể xài mọi chuyện cổ muốn, cúng dường mọi nơi cổ muốn, hay là cổ phải đi tìm cái chùa khác để tức là cái tiền đó là ngày xưa cổ dùng để dân y đó, vậy con nói vậy đó. Thì bây giờ nếu mà không dân y nữa thì cái tiền đó mình bố thí chuyện khác hay là xài việc khác được hay không, hay là chúng ta phải đi tìm cái chùa khác để mà dùng cái tiền đó để dân y tiếp. Dạ, cái ý của cổ muốn như vậy, kính thỉnh sư giảng dạy. Nam mô Bố Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái tâm mình là tâm phàm nhân thì dĩ nhiên cái tiền đó mình muốn làm gì cũng được, nhưng mà sợ mình cái tâm mình nó không có giữ được cái sự an vui của nó thôi, mai mốt nghĩ hối hận tại sao mình quen mình dân y rồi giờ mình không có dân, nó vô vậy đó. Thì bây giờ đó, một là mình muốn dân y thì kiếm chỗ khác cũng được, không có vậy đó. Đó. Cái thứ hai, còn nếu mà giờ mình không muốn dân y nữa thì mình muốn làm có phước gì cũng được, thì cũng đem số tiền làm được chứ không có gì đó, không có gì phải sợ. Mình làm thiện pháp là chắc chắn cái quả nó là quả an vui. Còn bây giờ mình nói ở Việt Nam mà kêu tiền kêu đồ đó, thì nếu mà hỏi mấy người mà từng đi Thái Lan, đi Miến Điện gì đó, hỏi ấy thì đi qua đó làm lần thử cho biết, để rồi mình biết cái nào đúng cái nào sai thì sau này cái tâm mình vui hơn nha. Còn đúng ra đó thì muốn làm lễ dân y đó, thì khi mình nói mình xin làm lễ dân y thì đúng ra đó, đúng theo luật thì ông trụ trì không có quyền lên tiếng là bao nhiêu cả ha. Bởi vì từ thời Đức Phật cái y nội cũng làm lễ dân y được, chứ không phải là thời cái bộ tâm y. Bởi vì cái miếng y mà cái mảnh vải mà để làm lễ, làm cái tăng sự lễ dân y là chỉ cần một trong bài miếng y là được rồi đó. Chứ còn mua, nhưng mà thường mình có muốn có nữa, tinh tài gọi là những cái đồ phụ tùng đó để giúp cho chùa có này có nọ, thì bây giờ vì cái đó cũng được, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy có bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu, cái phần dư nào hoặc là mình muốn thêm bớt gì đó thì mình làm. Chứ còn thật sự là cái gì liên quan tới lễ dân y, nhà sư lên tiếng không có được, nói là bao nhiêu đó. Vậy cái xin làm lễ dân y rồi mình chuẩn bị tất cả ngày đó tới là mình làm thôi, để tránh những cái việc mà nó có thể làm phiền phức về sau đó, thì mình muốn làm lễ nghi cũng được, hoặc không làm lễ nghi cũng không thua vậy đó, nhưng mà ráng giữ cái tâm cho nó trong sạch mô tài á. Sao thú, sao thú, thay mặt cô Nga và chúng con kính trọng sư Liễu Tông. Thật sự ra Việt Nam thì con nghe nói cái gì về nó cũng có cái số dân thưa cho nên cái gì nó cũng phải có cái con số nó đi theo. Nó không có, tức là không có cái vụ mà gọi là cái gì tự tự nguyện tự giác nữa, mà nó là phải phát giác chắc ăn. Thì đó là cái điều mà nhiều khi ở bên Việt Nam nó cũng thành cái thói quen. Thì mỗi một cái phong tục, mỗi cái nước này nó khác nhau. Nhưng mà con nghe nói thì ở Việt Nam thì hầu như ở đâu nó cũng có cái giá thôi sư. Chứ không phải là mình mình xếp ba bộ y lại, cái đó thì nó không thể làm được. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục ạ. Quý vị không hỏi thì sẵn đây còn hỏi tiếp. Thưa sư, có một số cái lập luận họ cho rằng là khi mà Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn thì ngài có nói đó là có một số cái giới luật thì nó không phù hợp thì mình có quyền thay đổi. Do như vậy thì có nhiều người họ lập luận là ví dụ ở Việt Nam thì có cái thổ cư, cái hoàn cảnh của Việt Nam. Giống như sư thường nói đó, vào mấy nước quốc giáo thì chư tăng đi bệnh viện, đi xe rồi thì miễn phí, nhưng ở Việt Nam thì coi như là nhiều khi còn bị chặt chém nữa, không dừng. Thì như vậy thì do mỗi quốc độ như vậy, thành thử ra khi tới Việt Nam thì phải có nhiều cái sự sửa đổi để cho nó thích hợp với cái phong thổ của cái Việt Nam. Thì thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này để Phật tử của chúng con dễ hiểu. Con kính thỉnh sư ạ.
Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, liên quan tới vấn đề Đức thì có hai vấn đề mà Đức Phật dạy cho chư tăng. Thứ nhất là một số cái gì không phù hợp giới nhỏ, không phù hợp thì chư tăng có quyền thay đổi, nên nhớ lời Phật dạy chư tăng có quyền thay đổi chứ không phải là một ông sư hay là một nhóm tỳ kheo nào đó, không được, chư tăng có quyền thay đổi. Thành ra khi cái ngày đầu tiên có tập tâm tạng đó thì ngài Ananda có trình cái điều đó đối với chư tăng trong cái kỳ kết tập đó, thì chư tăng thì ngài Ma Kassapa ngài hỏi sao lúc đó hiện giả không hỏi Đức Phật đó, Đức Thế Tôn là cái điều nào là nhỏ. Thì ngài Ananda ngài trả lời lúc đó cái tâm tôi nó bị ma dương nó ám rồi, tôi đâu có nhớ gì đâu mà hỏi, mới phạt ngài thì phải đi ra ngoài sám hối. Rồi chư tăng tụng tuyên ngôn những điều gì Đức Phật dạy trong vòng 45 năm này đó, không thêm không bớt không thay đổi. Thành ra từ đó sao không ai dám nghĩ tới chuyện thay đổi là vậy. Và chư tăng cái tập tâm tạng đầu tiên đã tuyên ngôn như vậy rồi. Cái thứ hai, Đức Phật có cho bốn cái điều gọi là bốn cái điều canh cãi cho tăng luật, tức là điều gì chưa cho phép hoặc đã hoặc là chưa có, nghĩa là chưa có chế định cho phép hoặc chưa có chế định cấm mà phù hợp với điều đã cho phép thì điều đó được cho phép, mà phù hợp điều không cho phép thì điều đó cấm tiếp tục đó. Thành ra những cái điều đó nếu mình lựa vào những cái điều Đức Phật đã chế định rồi mà rồi bây giờ mà chưa có đó, thí dụ như hồi xưa đó Đức Phật cấm dùng các chất sai, bây giờ đó thuốc phiện thì cũng bị cấm luôn bởi vì nó là chất sai đã được chế định. Còn có những cái chuyện mà không có chế định đó, thì mình phải dựa theo cái điều kiện hồi xưa, mà nếu mà lạ mới chưa có phù hợp gì đó thì phải dựa theo một số cái điều kiện khác thử xem cái điều đó nó thuộc loại nào, nó thuộc loại thông thường hay là loại lô cà vách chá. Lô cà chá tức là người đời chê trách đó, thì cái điều mà nào mà người đời chê trách thì cái dùng đó, đó chư tăng làm cũng được, mà cái dùng khác người đời không chê trách mà chưa có Đức Phật chưa có cấm đó, thì chư tăng có thể làm được. Ví dụ chuyện nói dễ hiểu nhất là chuyện lái xe đó, ở Thái Miến Điện là lái xe không được rồi, bởi vì đó là lô cà vách chá, tức là lái xe là người đời họ chê trách, tức là họ không để bác là chỉ bá thở thôi. Nhưng mà qua bên đây, ví dụ qua bên đây bây giờ mà còn không không lái rồi, ông sư đi, xe bus những cái dùng không có như giờ dùng mà sư ở đó muốn kiếm được cái xe bus để đi cũng là bá tở đó. Thành ra nhiều người ta nghĩ tới đó là ta khuyên ông sư nên thôi học lái xe đi, lái xe để chứ không ai phục vụ, ví dụ vậy. Thì cái lái xe đó người đời không có chê trách thì không sao đó. Nhưng mà đối với một số cái xã hội ngay cả ở Mỹ này nè, nó vẫn giữ cái đó. Ví dụ như Thái á, nhiều khi qua đây nó không không cho ông sư lái xe, nó cái đó là không được. Thì ông sư mà ở cái vùng đó, vùng mà có người Thái mà họ có cái tư tưởng đó thì cũng không, họ không không lái. Nhưng mà không không cho ông sư lái xe, họ không cho. Nhưng mà khi ông sư kêu thì họ tới họ chở, họ phục vụ đó. Nó được cái đó. Còn như Việt Nam không cho lái mà không phục vụ nó thì chết. Thí dụ ở Việt Nam giờ đó không có lo cho ông sư, mà hãy ông sư ghét ông sư nào đó, ông sư đã giữ tiền mình, ông cận sinh nam nữ Việt Nam đó không làm tròn nhiệm vụ của mình mà chỉ thích nhìn lỗi người khác, cái đó là không có nên đó, là không có nên, và chắc chắn là không có nên rồi. Nên khi nào mình đầy đủ điều kiện mà ông đó ông vẫn phạm đó thì mình mới trách, chỉ mới chê trách là được đó. Còn mình không làm đủ cái bổn phận của mình rồi mình chê trách là trách sao. Ví dụ cần sinh nam và sinh nữ là làm gì, nhiệm vụ đó là học pháp, hành pháp và hộ pháp. Thành ra mình không biết cách hộ pháp thì ông sư ông phải tự túc để ông sống còn chứ. Đừng có phạm điều gì mà nó đứt giới ông sư thì thôi, chứ còn nếu mà không ấy không lẽ nhịn đói tu à, phải không? Nó thành ra những cái điều mà nó thay đổi, cái đó là do chư tăng chứ không phải do là cái nhóm ông sư nào cả. Này nhớ chuyện đó, thành ra có những cái chuyện mà
chư tăng ta không đồng ý rồi đó, là có làm cũng không thành. Mà cái chuyện bây giờ mà đã nhiều cái chuyện xảy ra mà không đồng ý là liên quan tới chuyện mà một nhóm chư tăng của Tích Lan mà cho tu Tỳ Khâu Ni đó, tất cả các nước đa số đều không đồng ý hết đó, chỉ có một nhóm tỳ kheo ở Tích Lan mới đồng ý thôi. Thì cái chuyện đó kể như không thành, bởi vì chư tăng là không đồng ý là không thành, mà cái số không đồng ý đông hơn số đồng ý nữa, thành nó có nhiều cái chuyện nó nhiều ghê lắm chứ, nó không có dễ giống như mình nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ sa thú dạ con kính trên sư Lữ Tông. Sau đây con thấy thính pháp ba có boss lên bạch ngài, xin ngài giảng rõ về chánh kiến, tà kiến và biên kiến. Dạ con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thầy, gia kinh bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Nói cái này chắc nói tới sáng chưa xong rồi, chịu khó không biết biết tà kiến thì vô trong cái trường bộ kinh, đọc cái kinh bài kinh đầu tiên, kinh Phạm Võng á, sáu mà loại tà kiến, cái biết tà kiến là gì, còn đi chánh kiến này nó chỉ có một số điều thôi, đi ngược lại cái đó. Còn biên kiến thì nó cũng có 10 điều. À, 10 điều đó cũng là tà kiến, biên kiến thì cũng là tà kiến thôi. Tức là hỏi Phật tử không nhớ, biên kiến là có 10 điều. Nghĩa là 10 điều đó là gì? Nghĩa là nếu mà gọi là cụ túc chánh kiến thì cũng có 10. Cụ túc chánh kiến là thấy việc làm thiện, biết có thiện nào này kim dùm đó. Ngược lại cái đó thì để nói cụ túc chánh kiến trước đi. Rồi ngược lại cái điều đó gọi là tà kiến, một thuộc loại biên kiến. Nếu thấy việc làm phước là được quả an lạc, thấy rằng sự cúng dường cũng có quả an lạc, thấy rằng việc cung kính người khác cũng có quả an lạc, thấy rằng các hành động thiện bất thiện đều phải gặt quả trực tiếp hoặc gián tiếp đối với những hành động đó. Rồi cái thứ năm là thấy rằng có kiếp này có người sống với quan điểm về quan điểm nọ, người có tư sự tái sanh tiếp tục. Cái thứ sáu là thấy rằng kiếp sau, kiếp vị lai hay kiếp hiện tại khi mình chung rồi thì cũng còn tanh nữa nếu chưa chấm dứt được phiền não. Cái thứ bảy là thấy rằng đối xử tốt hay xấu với cha mẹ đều gặt quả theo cái điều kiện của nó trong tương lai. Đó, cái đó là mẹ. Còn cái thứ tám là cha, đối xử với cha tốt xấu cũng sẽ có những hậu quả tốt xấu trong tương lai. Rồi cái thứ chín là thấy rằng các loại hữu tình và loại quá sanh đó, khi sanh ra là đến là tức khắc, giống như chúng sanh ở địa ngục hay gì đó. Rồi cái điều thứ 10 là thấy rằng Bà La Môn, Sa Môn gì đó biết rõ đời này đời sau, có khả năng giải thích hiểu được một số chuyện liên quan tới ấy rồi này kia xong đó. Thì 10 cái điều đó gọi là cụ túc chánh kiến, đi ngược lại 10 cái điều đó là gọi là biên kiến mà thuộc là tà kiến, tức là cấu trúc tà kiến là biên kiến đó. Tức là biên kiến có 10 cái điều bên phải, 10 điều bên trái đó. Còn tà kiến thì nó có 62 loại, còn chánh kiến thì nó cũng có khoảng cũng có mấy loại thôi mà chúng tôi nhớ không có rõ. Thường thường là tùy theo bên họ cái đó trong chú giải hay trong ấy, nghĩa là biết 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 tám cái điều cần phải biết đó. Tức là biết tứ thánh đế, rồi biết cái danh sắc trước, danh sắc kiếp sau, kiếp trước kiếp sau, rồi danh sắc thẳng kiếp trước sau, rồi biết cái về duyên duyên hệ đó, duyên khởi, thì nó gọi là chánh kiến. Thành ra đó những cái chuyện tóm tắt và chữ thánh kiến, việc tà kiến hoặc biện kiến. Nam mô Tà dạ. Sa thú dạ chúng con kính tri sư Liễu Tông. Xin mời quý vị tục nhà chúng ta giơ tay lên để nêu lên những cái thắc mắc của mình để làm bài học cho đạo tràng, hoặc là quý vị có thể text chat lên màn hình, Minh Tâm sẽ cố gắng đọc và hỏi sư. Xin mời quý vị mạnh dạn giơ tay lên ạ.
Không ai hỏi bên tâm hỏi có người hỏi rồi. Bảy ngô hỏi kính bạch ngài, kính ngài giảng thế nào là quán thân trên thân ạ? Dạ con kính thỉnh Sư Lữ Tông. Nam mô Phật Thầy gia kinh Bạch Chư Tôn này gia kính thưa chư quý vị. Đầu tiên là của tứ niệm xứ là quán thân. Cái thân ở đây là những cái đối tượng liên quan tới thân. Chứ thân phải là thân này, những phần liên quan tới thân. Thì thế nào gọi là quán thân trên thân, quán thân trong thân hay quán thân ngoài khỏi là thân này, nó giống nhau. Tại vì mình dịch theo tiếng Việt đọc nó khó hiểu thân thân. Chứ thứ nhất là nếu mà mình chỉ nói cho dễ hiểu là quán thân tại thân hay là quán thân nơi thân. Chứ cái thân ở đây đó, nó không có phải là một cái điểm mà là nhóm. Dù mình nói sắc này nhóm, dù mình nói tứ đại mà quán gì tứ đại, nhưng mà nó là một nhóm. Nhưng mà trong cái mình đang quán là cái pháp nào trong tổng số các pháp đó gọi là quán thân tại thân, quán thân nơi thân hoặc quán thân trên thân. Đó. Còn nếu mà mình tại sao gọi là quán trong thân và ngoài thân? Trong thân là cái mình đang quán, cái hiện tại mình đang thấy đó, quán. Cái ngoài thân là cái đã diệt rồi. Thành ra phải hiểu mấy cái đó thì nó mới gọi là khi nào gọi là quán thân nơi thân, hoặc là khi nào quán thân trong thân, hoặc khi nào quán thân ngoài thân là vậy. À, nó chỉ có một chỗ thôi, nhưng mà cái chùm sắc đó mình chỉ quán được một chứ không được nhiều, một trong cái nhiều cái, hoặc một đối với nhiều cái, hoặc một giữa nhiều cái, thì theo cái sự mình hiểu thì quán thân trên thân nó có nghĩa là như vậy. Cái đối tượng mình đang quán nằm trong cái chùm đối tượng khác, nó một cái thải á. Sa thú, kính trân sư Liễu Tông, xin mời quý vị Phật tử chúng ta tiếp tục giơ tay hoặc là nêu câu hỏi ạ. Trong khi không ai hỏi, Minh Tâm xin hỏi cái pháp căn bản một chút để dễ Phật tử dễ hiểu nha. Thưa sư, thì người ta có nhiều người họ cho rằng là chúng ta tu theo Đức Phật á, thì nó giải thoát, nhưng mà nó khó quá. Thì người ta nghĩ rằng là tu nhân, tức là mình là một con người gọi là nghiêm chỉnh, con người nghiêm chỉnh như vậy thì từ từ rồi mình mới nâng lên những cái bậc cao hơn. Thì tức là đi từng bước đi sư, giống như là bên khất gì, không phải bên cái gì, mấy cái đạo gì của bên Quỳnh Phú Sổ thì quên mất tiêu. Tức là người ta nói rằng là tu tu nhân trước, tu nhân tức là mình làm con người đàng hoàng trước. Thì thỉnh sư là với cái cách là mình đi từng từng bước như vậy thì nó có vẫn đúng theo cái con đường của đạo Phật hay không thưa sư? Tức là bây giờ mình tu nhân thôi, mình khoan nói cái chuyện cao siêu quá đi. Rồi sau khi mình trở thành một con người ngon lành rồi thì bắt đầu mình hãy hãy nói những cái cao hơn. Thì thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này. Nam mô Bổn Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái thời gian của mình làm một cái, còn mấy cái kia mình để làm gì? Nên nhớ là chúng ta sanh ra, nhưng mà chính cái tiền nghiệp của chúng ta không có biết. Thành ra chúng ta cần học, cần hành nhiều càng tốt, chứ còn mình đừng có nói là thừa tu từ từ không có được. Bởi vì quý vị nên nhớ đó, bây giờ mình ngồi đây mình được ở trong cái rung Phật pháp, mình nghe giảng pháp thì các chư tăng giảng pháp thuyết pháp à. Nhưng mà 3 phút nữa quý vị có biết ngày mai và kiếp sau đó cái nào tới trước không? Đó. Nếu mà cái kiếp sau nó tới trước thì chắc gì quý vị còn ở được cái xứ mà nó có giáo pháp hay có những bậc thiện trí ở gần quý vị để quý vị có thể tu tiếp tục. Thành ra khi mình đang ở cái nơi mà có nhiều cái pháp để mình tu thì càng tu càng càng cố gắng càng nhiều càng tốt.
bởi vì không ai có thể đo lường cái sự may rủi của ngày mai, chút chút nữa chứ đừng nói ngày mai gì cả, nó mới búng tay rồi, không ai đo lường được cái đó. Nếu mà nghiệp xấu nó rớt xuống rồi, mình rớt xuống một cái rồi đó quý vị, đọc bài kinh con rùa mù rồi là khủng khiếp rồi ha. Mà quý vị lên nó chưa chắc cái lên ở đi lên lên cỡ nào đó, cái đó là cũng không ai biết được cả. Thành nó nói cái chuyện mà tu từ từ đó thì chúng tôi không có khuyến khích, gặp được là phải ấy, chứ còn tu xong rồi thôi nghỉ một chút rồi tu tiếp, nghỉ một chút tu tiếp thôi. Xin lỗi, cái tâm quý vị bây giờ nghỉ một chút rồi nó kéo quý vị đi đi luôn bây giờ. Mình làm cố gắng làm sao để cái thiện pháp mình mỗi ngày nó phải mỗi nhiều hơn đó. Bình thường đó cái thực tinh pháp đó là cái ác pháp nó đã nhiều hơn cái thiện pháp rồi, nên nhớ trong đầu của cả phàm phu chúng ta đó có tới 12 cái loại đi bất thiện mà. Nhưng mà chỉ có 8 cái loại thiện thôi. Mà 8 loại thiện đó thì thường thường mà cái nó phát sinh nhiều ở mình là 4 loại thiện ly trí, không được là thiện hợp trí nữa, trong khi 12 cái tâm ở trên là nó phát sanh đều nhau, cái nào cũng phát nhanh nhiều được đó. Tham cũng phải tham nhiều mà vẫn phải giận dữ chứ làm sao mà giận ít ít à, thấy không? Nên đừng có bao giờ dễ vui, đi từ từ hết đó, đi từ từ là chết không kịp gáp rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú và dạ, con kính tri ân sư đã nhắc nhở Phật tử chúng con. Kính chào chú Kinh. Không biết chú Kinh hôm nay có khỏe không? Chú Kinh có gì thắc mắc không ạ? Nếu chú Kinh có thắc mắc thì xin mời chú Kinh lên để đặt những câu hỏi để làm bài học cho đạo tràng. Sa thú bằng tay chú Kinh rồi, xin mời chú Kinh lên ạ. Nam mô Bích Thà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sa Khai dạ. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Sư Lợi Tông, kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? Ok, rồi. Thấy room im lặng quá, ít ai hỏi. Lên để đóng góp cho room. Thì sẵn dịp mà dụ niệm thân trên thân cho tôi về cái tứ niệm xứ đó thôi, thì trong kinh Đức Phật có thuyết là về cái tứ niệm xứ này, nó là con đường duy nhất để đi đến thành lập tâm. Ê cá nhân nô a dân phi khâu quê mắc gồ sát ta năng quỷ xuất thí già. Thì như vậy có phải là tất cả những vị nào trở thành thánh nhân đều phải đi qua cái con đường này không, chứ hay là có một cái cách khác để mà họ trở thành thánh nhân? Ở đây là cái vấn đề mà con muốn cùng thỉnh sư giải thích. Thì có phải là ý nghĩa nó có một cái góc độ sâu sắc ở chỗ đó hay không ạ? Dạ con cùng thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kinh bạch Chư Tổ mẹ dạ, kính thưa chư quý vị, thường thường mà dịch là con đường duy nhất hay là độc đạo, thật sự ra đó tùy theo cách dịch và tùy theo cách mình hiểu. Chúng tôi thì chúng tôi dịch là con đường dẫn tới mục tiêu duy nhất, tức là ai ai muốn đi tới mục tiêu đó phải đi trên con đường đó mà thôi, không có con đường nào khác hết đó. Nhưng mà bây giờ sở dĩ đó, có nhiều chỗ nói là tiền tứ niệm xứ, nhưng mà nó có một số cái điều kiện mà không phải là trong kinh điển, ví dụ như phòng xếp hay là niệm cái gì đó, quý vị nên nhớ cái đó đó không có trong chánh kinh, nhưng mà cái đó là phương tiện để mình đi tới cái con đường thật sự. Và chúng tôi cũng thấy thí dụ nhiều lần trong room này đó, thí dụ như bắt đầu niệm tứ, bắt đầu hành thiền tứ niệm xứ là mình có đủ khả năng rồi, đó là mình đang ở Sài Gòn, cuối con đường đó là ở Huế. Nhưng bây giờ không phải người nào cũng ở Sài Gòn hết, nên nhớ chuyện đó. Đó. Ví dụ người ở Vũng Tàu giờ muốn đi Huế là đi sao? Thì ông thầy ông nghĩ đi vô Sài Gòn cái đó. Nhưng mà chỉ đi vô Sài Gòn đó mà nói bây giờ chưa phải là hành thiền hành gì đó, chỉ tập sơ sơ tập niệm tập định gì đó, thì quý vị bỏ cho đó, quý vị nói tôi không muốn hành thiền tứ niệm xứ mà nói gì đâu được.
người ta cứ nghĩ phương tiện mình ta vẫn nói là hành thiền tứ xứ, tức là phòng xếp gì đó, nhưng một nhưng mà chính thức là đi từ Vũng Tàu tới Sài Gòn cái đó. Có người ở Cà Mau thì người ta cũng chỉ, nhưng mà ta không thể chỉ phòng xếp được, bởi cái phương tiện đi nó khác, ta dùng cái danh từ khác, điều bố thô gì đó. Hay là người ở Phú Quốc thấy không, nhưng mà khi vô tới Sài Gòn tức là mình có đủ căn bản, có đủ khả năng vô tới Sài Gòn là mình leo lên xe là mình đi đi thẳng đi ra tới đó. Nó chỉ có con đường đó mà thôi, đi vào quốc lộ 1 chẳng hạn, chỉ có con đường đó mà thôi. Nhưng mà trên con đường đó đó có người đi á, nếu mình nói đi mà mình nói đi cho nó theo cái người đời đó, mình nhiều khi không hiểu, nhưng mình nói một cách là dễ hiểu nhất đó, mình nhìn về cái đó nhưng mà chưa chắc mình đi đúng như vậy mà nó tới cái đó, hoặc ngược lại. Thí dụ người đi trên tàu, người ta nhìn cái gì, ta nhìn sao Bắc Đẩu, hồi xưa chưa có la bàn chưa gì đó, nhìn sao Bắc Đẩu để làm gì, để đi về hướng Bắc chứ không phải nhìn sao Bắc Đẩu để đi về sao Bắc Đẩu đó. Thành ra những cái phương tiện mà người ta chế ra đó cũng chỉ là những cái điều để quý vị đi tới cái nơi đó, chứ không phải là đi tới cái mục tiêu đó, chứ không phải là đi tới cái mà từ ngoài sự tưởng tượng của quý vị là vậy đó. Nghĩa là mình nhìn về sao Bắc Đẩu để đi về hướng Bắc chứ không phải để đi về sao Bắc Đẩu. Thì cái này cũng vậy, có những cái mà cái phương tiện này kia dùng đó, quý vị nên nhớ chỉ là phương tiện để quý vị đi về cái hướng đó mà thôi, tức là về cái hướng gì, hoặc nói rồi ekayano để chấm dứt cái gì, chấm dứt tham với sân, tức là tối thiểu đó mà hành cho đúng thì phải nhờ đắc được tam quả hoặc tứ thánh quả đó, nên chấm dứt hai cái đó thôi. Nhưng mà thường thường là mình cái đi ba hồi vô rồi, chính những cái người mà đi vô rồi học tới đâu thì chúng tôi không rõ, nhưng ra là cái vẻ vậy nè. Ừ, thường thiện mà ma si là chỉ dạy niệm thân thôi, cái chỗ nào mà ngài ma si ngài nói là lại đây tôi dạy niệm thân à. Chỗ nào đó. Hay là trường thiền của ngài Siêu Minh ở đây chỉ dạy niệm tâm, hay là trường thiền của ông Goenka gì đó, trường ngài Ubakhin đó, đây là dạy niệm thọ. Không có cái ông thiền sư nào mà nói câu đó đó, chỉ có người đi học rất giỏi hơn thiền sư rồi nó mới phát ngôn bừa bãi cái đó thôi. Nên thành ra cái Ekayano đó là con đường dẫn tới cái mục tiêu đó là gì, chấm dứt tham hoặc chấm dứt sân. Chấm dứt tham là tới nơi, chấm dứt sân sắp tới nơi, như vậy thôi. Thì cũng một là con đường đó mà thôi, nó con đường chơi chấm dứt đó thôi. Chứ còn mình nói tùy theo mình dùng danh từ con đường duy nhất hoặc con đường độc đạo hoặc con đường gì đó, chuyện nó không quan trọng. Quan trọng cái là mình hiểu cái nơi mà mình tới đó, một là chấm dứt sân, hai chấm dứt tham, vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy dạ. À, xà thứ dạ, kính chơi của Tạng Liên Tông. Dạ, nhưng mà có một số người ta nói là vô hành cái tứ niệm xứ này nó khó quá chứ, à, nó nói là nó rắc rối khó chi tiết quá, và ra giờ người ta nghĩ cái phương cách là giờ thay vì hành tứ niệm xứ thì giờ người ta chỉ cần niệm cái tâm không, à, ta niệm không không thì cái tâm không tức là đạt tới một cái cảnh giới là vô ngã, à, thì như vậy ta đi một cái con đường đó mà cho như vậy nó cũng là một cái chánh kiến, tức là cũng vô đúng theo cái pháp là nằm trong Bát Chi Đạo, là thuộc về có chánh kiến, là niệm về vô ngã. Thì như vậy theo cái cách này theo sư thì họ có thể thành tựu được cái kết quả gì không ạ? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy, giả kính bạch chư tôn, hiền giả kính thưa chư quý vị. Niệm cái đó niệm vô ngã tức là có vấn đề là té đó, không ngã nhưng mà té cũng như không. Nên nhớ đó, mình đi phải đi từ đầu và đi cho đúng đường. Nên mình muốn thấy được ba trạng thái vô thường, khổ não, vô ngã là phải thấy danh sắc cái đã. Mình chê nó khó, mình không thấy danh sắc làm sao mình thấy, bởi vì danh sắc sanh diệt thành ra nó vô thường, bởi vì danh sắc sanh diệt thành ra nó khổ, thành là bởi vì danh sắc sanh diệt không ai bằng, không ai bắt buộc nó phải sanh phải diệt, nó tự sanh diệt thành ra mới gọi là vô ngã. Mà bây giờ mình cái đầu mình không thấy làm sao mình thấy cái cuối được. Bây giờ huynh muốn có 1 triệu, huynh phải có một sen cái đó, bắt đầu từ đầu mới được. Hơn còn mà thiếu một sen cũng chưa, không thể gọi là 1 triệu, chỉ thiếu một sen thôi.
thành ra mình phải đi cho đúng lời Phật dạy. Cho nên chơi khó là tại vì bao nhiêu kiếp mình chỉ tu nháp thôi, bây giờ tu thật đi, học thật, học cho hiểu rõ ràng đó. Một số cái điều kiện liên quan tới cái môn thiền đó, tức là mình gọi là thiền minh sát hay thiền tứ niệm xứ đó, làm học những cái pháp liên quan tới cái đó thì mình mới hành được. Chứ giờ mình không học, ví dụ như bây giờ nói về hiểu đi, mình vô mình không chịu học đánh dần ABC gì hết, rồi mình muốn trở thành một cái nhà lỗi lạc rồi, nghĩa là văn chương rồi này kia sao được, phải không? Thành ra cái kiểu nói là không thể xảy ra, hoặc có xảy ra cũng té luôn. Nam mô thầy dạ. À, sao đó dạ, kính chào từ Phật Lưu Tông. Thì trong cái vấn đề mà tứ niệm xứ tôi còn thấy có cái về cái niệm thọ, thì trong cái thọ nó thì nó có ba cái loại cảm thọ là cảm giác khổ, lạc và xả. Thì như vậy cảm giác khổ thì rõ rệt, cảm giác lạc rõ rệt, thì cảm giác xả thôi chứ, xả thì tôi gọi là phi khổ phi lạc, tức là không khổ không lạc. Thì như vậy có phải là khi mà mình không có những cái cảm giác khổ, không có cái cảm giác lạc thì như vậy được gọi là thọ xả không, hay là nó có một cái pháp thực tính của nó? À, con cũng định sư giải thích cho này. Nam mô Bích Thầy và kính bạch Chư Tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, đối với phạm nhân mình, người chưa đi tới nơi đó thì không có vụ xả. Tại sao? Bởi vì ít khổ là lạc, mà ít lạc nó là khổ, chứ không có vụ xả được. Nhớ cái chuyện đó. Đó, cái dù mình quá vui tự nhiên mà bớt vui là mình buồn, chứ làm sao nó bớt vui là xả, rồi trước khi xả xong rồi mới tới buồn hả? Không có. Thành đi vô trong mấy trường thiền mà họ dạy nếu nó cũng dạy vậy đó, dạy chỉ có hai loại thôi, tức là quan sát cái này, nếu cái này nó bớt năng lực thì quan sát cái này liền, chứ không có, tức là vui là vui mà bớt vui là khổ, chứ không có cái chuyện phạm nhân mà bớt vui là xả rồi mới tới khổ, không có đâu. Nam mô Bích Thà giá. À, xa thử dạ. Nhưng mà cái trường hợp những người mà ta khởi lên được những cái loại tâm mà giống hạn như động tác thọ xả, thì như vậy khi mà ta có những cái cảm giác thọ xả về cái thiện pháp như vậy, chẳng hạn như ta có cái chánh niệm trong cái thọ xả, thì như vậy cái xả đó có phải là không có khổ không lạc không chưa? Dạ con không nói chưa. Nam mô Bích Thà giả kinh bạch Chư Tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, cái đó cái xả là mình học Phật pháp rồi mình nói theo xả, chứ con người là không có thể nào có thọ xả đó, ngoại trừ những cái vị mà hành cái đắc tới tứ thiền thôi, tứ thiền thiền mà bốn 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 bi đó, và đắc ngũ thiền, thiền năm chi đó, đắc đắc thiền tứ chi hoặc thiền năm chi đó thì mới có cái trạng thái đó được. Còn phàm nhân như mình mà mình vô mình học sơ sơ để mình bắt đầu mình hành thiền tứ niệm xứ thì không có trạng thái đó, thành ra hoặc là lạc hoặc là khổ thôi, chứ không có cái vô cái xả đó. Khi xả là khi nào mình hành cái đắc tới cái thiền đó đó thì nó mới 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 thấy được cái mà người thấy đó là cái người đó ta, cái tâm ta đã tới nơi, còn mình chưa tới nơi là mình phải đứng ở giữa không được. Nó thật sự là ở giữa không được, chứ cái tâm mình mà nếu ở giữa được thì mình đâu có thì chê thiền là khó đâu, là lúc nào cũng hành được, ngồi nhắm mắt cái liêm diêm cái là thấy rồi, có thể làm được, không phải dễ. Quý vị không tin thì cứ ngồi thử qua ấy được rồi. Thành ra khi nào mình tới nơi rồi thì mình mới biết được, còn mình chưa tới nơi thì nó phải ở bên này hoặc nghiêng bên kia một chút, thì bên này ít chút là cũng thành bên kia, chứ không thể là có cái thật sự là ngay giữa đó. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, xa thử, dạ, kính chân Thượng Tọa Lưu Tông. À, quý vị dân hoa cúng dường lên Thượng Tọa Lưu Tông quý vị. Quán hỷ giảng cái pháp rất là tuyệt vời. À, thì kính thưa sư, trong cái vấn đề thiền đó tôi, về được biết có hai loại thiền chỉ, thiền quán. Thì có một số tri kiến người ta cho rằng khi mình niệm hơi thở đó, khi niệm hơi thở thì cái hơi thở nó có dính luôn cả hai, chỉ cũng có mà quán cũng có. Thì như vậy khi mà một người mà niệm hơi thở đó, ta niệm hơi thở vào ra vậy, thì khi đó người ta có thể được gọi là cái như chỉ quán song tu không sư?
Bởi vì trong cái hơi thở có hai cái luôn, chỉ cũng được mà quán cũng được. Thì như vậy thì theo như sư thì cái khi mà một người tập hơi thở thì ta vừa tập quán mà vừa tập chỉ, trong đó hai cái liên tục như vậy trong trong cái một cái hơi thở như vậy, trong cái đề một hơi thở như vậy, vậy thì vấn đề này mình phải cần hiểu như thế nào để mà rõ ràng xác định là có được hoặc là không có. À, con cũng tỉnh chưa? Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, không có được bởi chỉ quán không thể song tu, nên nhớ chuyện đó. Thiền chỉ là có chế định là đối tượng, thiền quán có danh có thực tính pháp là đối tượng, song tu là song tu làm sao? Một tâm có hai loại đối tượng ha. Nghe vừa chỉ vừa quán tức là vừa chế định vừa thực tính pháp được à? Cái chuyện chỉ quán xong tu là không có, nhưng phải tu theo tuần tự thì có. Cho những cái vị mà hành để sau này nếu đắc tam quả tứ quả nhập thiền diệt đó, cái đó Bali gọi là vú khá nanh thá quý bạch sanh, chứ không có nói chỉ quán xong tu là nhớ chuyện đó. Tức là chúng tôi hồi xưa đó, chúng tôi có hỏi ông thiền sư để mà ông giải thích, thì chúng tôi thấy cái chữ đó nên dịch là song hành minh sát, chứ không thể nói chỉ quán song tu được. Song hành sát tức là có những cái pháp nó đi trước hoặc sau chút chút đối với cái thiền minh sát mình đang hành, nó có pháp đi song song. Nhưng mà nói chỉ quán tu là không được, làm sao song tu được, hai cái đối tượng khác nhau rõ ràng trong trong là nó không thể xảy ra được. Nam mô Phật Thầy, dạ. À, xa tới xa tới, dạ, kính chào tổ lưu tâm. Nhưng mà bây giờ thí dụ như bây giờ người ta ngồi, người ta nhắm mắt, người ta quan sát cái hơi thở vô, người ta quan sát biết cái đó là gió vô, thì người ta vẫn có thể quán được cái bản thể của cái gió, và người ta vẫn có thể định theo cái hơi thở vào ra như vậy. Thì như vậy có phải là cũng một cái đề mục là hơi thở, nhưng mà người ta có thể vừa quán pháp chân đế vừa quán luôn cái pháp tục đế luôn. Thì như vậy cái vấn đề đó thì mình phải cần được hiểu như thế nào? Dạ, con cũng thỉnh chưa. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị, vấn đề đó được hiểu là tâm nó phóng nó đường hơi, bởi vì cái người đó đang hành tiền chỉ mà cái tâm nó lộn qua anh kia là nó phóng tâm rồi, chứ nó làm sao mình thấy được thì ra giá đó. Thứ nhất, cái thứ hai đó, cái tiền nghiệp của cái gì đó loại nào. Bây giờ cái gì tiền, thí dụ như nói rõ ràng nhất là tiền nghiệp gì đó là phạm thiên, hết phước rớt xuống cái bịch, có hành thiền minh sát cũng không hành được, mà phải hành thiền chỉ trước. Thành ra khi mình chọn một cái, thường thường là chọn những cái đối tượng đó là nó nằm giữa, có thể hành cả cả thiền chỉ thiền minh sát được, là tại sao? Tại vì người ta không biết cái cá tánh hay là cái tiền nghiệp của mình. Thành ra ông thiền sư mới cho cái đó để thử. Ví dụ như mình nói cái đối tượng mà có thể hành cả được cả hai cái ấy đó, nhưng mà không phải hành một lúc. Ví dụ như là kê xả lô ma nó khả anh ta vô đó, mình cứ niệm kê xả. Nhưng mà khi mà cái niêm ít của cái khi mình niệm kê xả đó, tóc đó mà nó có màu đen đó, cái đó là casina màu đó. Nhưng mà nó có dơ bẩn thì là đó là đề một bất tịnh. Nhưng mà nếu mà nó có trạng thái cứng mềm, cái đó mới là hành thiện minh sát được. Thì làm sao mà nói là minh sát chỉ quán song tu được? Cái đối tượng đó rõ ràng là đối tượng đó đó, là cái niêm ít đó nó phát sanh nó dựa theo một số cái điều kiện mình tu tập trong quá khứ đó. Thành ra khi mình trình pháp thì ông thiền sư cũng sẽ biểu mình đi ngã nào, chứ làm sao mà biểu đi song song đi con tiến bộ nó mới vô đi xong đi chỉ rồi quán là chỉ rồi quán là chỉ, không biết rồi lúc đó không biết quán là quán gì nữa. Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ, xa thứ, dạ kính chào thầy Tần Lưu Tông. Dạ, bây giờ để trở lại cái vấn đề mà khi mà một người tu tập về hơi thở đó, tôi sẽ giờ như hơi thở vào thì đặt niệm trước mặt, cái câu đặt niệm trước mặt thì mình được hiểu là cái chỗ hơi thở nó đi vào tức là cửa mũi. À, thì khi mà nó vào thì nó có cái sự xúc chạm, thì khi lúc đó mình có thể niệm là gió xúc chạm không, mình có thể mình ghi nhận, mình có tác ý mình biết đó là gió, có sự xúc chạm vô cái thân mũi, thì khi mình tác ý gió như vậy thì có phải là mình bắt được cái pháp chân đế không ạ, hay là cũng chỉ là vấn đề mà bị rơi vẫn còn nằm bên ngoài về tục đế ạ? Dạ, con còn tỉnh chưa ạ?
Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chị quý vị. Cái đó là chúng tôi nói rồi, là phóng tâm, tức là nói ở tục đế mà nó phóng tùm lum đó. Bởi vì khi mà mình niệm gió, gió là khác, mà mình niệm, mình muốn niệm cái pháp chân đế là phải nhìn vào cái chỗ tiếp xúc của nó, chứ làm sao nhìn cái hơi thở được. Còn cái đặt niệm trước mặt là đặt chỗ nào? Đặt cái chỗ nó tiếp xúc, tức là đặt cái chỗ mình thấy rõ ràng nó là cái gì, rồi gọi là trước mặt là vậy đó. Trước mặt là thí dụ mình đặt vô cái xúc, tức là cái chỗ chạm đó, hoặc là mình đặt vào cái chỗ nóng lạnh gì ông sùm đó, tùy theo người ha. Thì là đó là đặt niệm trước mặt, là tức là đặt niệm trong cái đối tượng mà nó đang ở ngay cái chỗ mà mình quan sát. Chứ không phải đặt niệm trước mặt là đưa để trước mặt không được, để trước mặt thấy gì đâu, lúc đó mà thấy gì, thấy không? Người hiểu đặt niệm trước mặt là như vậy đó, chứ không phải là thở vô dài biết thở, thở vô ngắn biết thở vô ngắn, thở ra dài biết tôi buồn, cái đó là mệt, thấy không? Bởi vì không buồn sao thở dài ha. Thành ra mình phải biết mình làm cái gì, và làm từng cái một, cho tới khi nào mình rõ ràng cái đó là cái gì thì ông thầy sư ông sẽ chỉ mình nên đi theo cái này, nên đi theo cái này, hoặc là nên coi lại cái này. Thành ra cái lợi ích của sự trình pháp là như vậy. Bởi vì không mình cứ tưởng là mình có thể chỉ quán xong tu là chết. Nam mô Bổn Thầy á. Sa thú, sa thú. Dạ, kính chào từ tối tâm. Dạ, quý vị nào có đặt câu hỏi thì cứ giơ tay hoặc tới chat lên nha. Và trong thời gian thì chúng tôi cứ hỏi sư lượng tâm để giải thích cho chúng ta nắm được những cái pháp thâm thâm dạ, thâm diệu vi diệu. Dạ, thì nãy sư nói thở dài là tôi biết tôi buồn, thở dài là buồn. Nhưng mà nó buồn thiệt cái sư. À, khi mà mình quan sát, đang ngồi quan sát hơi thở vô thì ra tự nhiên có cảm giác buồn. À, có cảm giác như là khó chịu, buồn buồn, sầu sầu, u bi khổ não, nó nhẹ nhàng trong đó thôi, nhưng mà vẫn có cảm giác buồn. Thì như vậy lúc đó có phải là do cái hơi thở của mình, thở là mình quán hơi thở mình phát sinh cái sự buồn đó không ạ? Và cái buồn đó có phải là cái cảm thọ không ạ? Còn nếu mình niệm cái buồn đó được không? Dạ con cũng tỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái chữ buồn của mình nó có nhiều chuyện để nói lắm. Mình phải dựa vào cái tâm mình lúc đó nó có cái gì đó, nó có cái sân hay là nó có cái si hay là nó có phóng vật, thì mình mới biết mình buồn kiểu nào. Chứ còn mình không biết đó, mình không nhìn ra thực tính pháp là không biết cái đó là cái gì, nhưng mà cảm thấy người nó lâng lâng giống như là chán chán hay kim sụm đó đó. Rất nhiều người bị cái đó, bởi vì cái tâm mình đó khi nó bắt đối tượng không rõ thì nó là nghiêng qua cái đó đó, chứ không có gì đó. Bởi vì nếu mà nó cái tâm mình mà lúc đó nở trong một trong năm cái tâm mà tâm bất thiện mà nó có hùng trầm thị miên đó, là cái trạng thái đó, là nó với cái tâm đó lúc đó nó có cái gì. Chứ nếu mà nó có năm cái tâm đó là mình tiêu luôn, bởi vì nó là vô hùng trầm mà đó. Tưởng mình buồn buồn thôi chứ buồn cái gì, đâu đó là muốn ngủ cho buồn, buồn ngủ thì có cho buồn gì. Nam mô Bổn Thầy vậy. À, sa thứ sa thứ. Dạ còn kính chào sư. Dạ nhưng mà có những trường hợp mà ví dụ như mình ngồi mình quan sát hơi thở như vậy sư, mà với một cái sự mình cố gắng, mình cố gắng mình đặt niệm, mình cố gắng mình ghi nhận liên tục thì lát nó mệt. Khi mà nó mệt như vậy thì cái sự cố gắng nó có phải là mình đã bị đi sai pháp hay không sư? Bởi vì với sự cố gắng để mà ráng mà ghi nhận cái niệm nó thật kháng khích, cứ cố gắng hoài lát nó đâm ra cái tâm nó mệt, thì như vậy trường hợp này là phải giải thích như thế nào? Dạ con tỉnh chưa? Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái trường hợp đó đó nhiều người bị mà không có thấy, là khi mà mình nói mình cố gắng quá cái tự nhiên mình cảm thấy buồn ngủ là như vậy đó. Bởi vì mình cố gắng mà mình bắt cái đối tượng nó không có rõ. Anh nhớ cái chuyện đó, không phải là mình cố gắng là mình bắt đối tượng rõ đâu. Trong cái sự cố gắng đó, nó cái cố gắng mình nó có bốn cái chuyện, tinh cần đó, nó có bốn cái chuyện. Mà nếu mình không đề phòng cho nó đàng hoàng đó, thì cái thay vì mình ngăn cái ác pháp thì không, ác pháp nó dẫn vô nó kiếm chuyện được với mình được như thường đó. Thành ra mình cảm thấy ngất ngà ngủ giống như buồn ngủ đó, là mình biết nó đã vô rồi, nó vô trong cái tâm mà thô xạ mà hữu trợ đó.
chứ không có gì đó. Khi mà mình cái tâm mình mà nó lờ lờ, mình quan sát không được cái mình cố gắng quá, tự nhiên là cái sự chán nản nó tới đó. Đó là cái tâm sân hữu trợ, nó kèm theo cái hai cái tâm sở hôn hôn trầm tùy biên nữa đó. Rồi cái vô giấu không dám nói, thì sư nó thì sư sợ ông rầy đến khe vậy đó, mà nó cứ nó bị hoài không biết cách nào chữa. Rồi cái đó là phải tùy theo cái cá tánh của mình. Thành đâu thì sư ông rành ông biết cái cá tánh mình, lúc đó ông chỉ cách mình né được, chứ còn nếu không thì mình cứ bị như hoài. Nhiều người vô hành thiền hạnh cũng được, hạnh chút cái tự nhiên cảm thấy như buồn ngủ, hạnh chút tự nhiên thấy như chán nản, là do cái trường hợp đó. Bởi vì cố gắng quá mức mà cố gắng sai chuyện đó, cái đối tượng đó không phù hợp rồi mà còn cố gắng sai chuyện nữa, thành ra đi chuyến tàu suốt luôn. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, xa thú, dạ, kính thưa từ đầu tới đầu. Nhưng mà có một số người ta quan niệm khi mà mình tu tập về tứ niệm xứ như vậy thì những cái phiền não nó phát sanh lúc đó, những cái pháp bất thiện nó phát sanh, thì chính những cái pháp bất thiện này người ta gọi là chính nó là một cái đối tượng để cho cái thiền quán tiếp tục, và như vậy nó sẽ trở thành giống như là phiền não là bồ đề, người ta đặt ra cái vấn đề đó là như vậy. Thì theo như sư, những cái phiền não nó phát sanh như vậy nó có phải là một cái đối tượng để cho mình tu tập tốt đẹp trong cái thiền tứ niệm xứ không ạ? Dạ, con cũng xin. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Với điều kiện là cái vị đó là phải giỏi, rất giỏi về pháp học và có khả năng tu liên tục, không có phải ít. Chứ còn mình không có giỏi về pháp học đó, làm sao mình biết nó là phiền não? Mình không học làm sao mình biết nó là tâm tham thọ hỷ là phiền não? Nó tâm nó có bi tị phiền não gì phải không? Nhưng mà những người mà học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn, khi mà hành tới chỗ đó sẽ thấy, thấy do đâu mình thấy được cái đó, là do cái trà tu lakkhana của tất cả pháp thực tánh á. Thì biết thằng đó là thằng nào liền à, chứ đừng có nghĩ bi tị rồi nó phát sanh là tốt, không có đâu. Nó nhớ chuyện đó, nó rất là nhiều khi là nó nhanh lắm, nó không có chơi, nó không chậm như mình, không phải đi từ từ để gõ cửa cho mình biết nó là ai đâu, không có. Đó là lý do là tại sao mà mình thấy những cái chuyện như vậy. Thành ra thường thường nó mấy cái đó nó rất là nguy hiểm, bởi có những cái loại tâm sở mà nó du đảng nó cũng chơi, mà người bậc trí nó cũng cũng làm bạn được. Bây giờ nhớ gì đó, mà mấy thằng cha nội đó, nó lúc mình hành thiền nó dễ chung vô lắm, bởi vì mình đề phòng không có được đó. Tự nhiên người thấy lần lần cái là cái ái nó vô nằm nó hay, chứ không phải giỡn đâu, chứ không phải tự nhiên mình tưởng đâu là cái này là tâm tốt á, mới có bị trị là tốt nó mới có, chứ không có cái đó coi chết chết. Thành ra thứ nhất là phải học cho nó kỹ, thứ hai là nên có ông thiền sư đàng hoàng, trong những trường hợp đó là ông sẽ giúp mình để có thể làm cái gì được, chứ còn nếu không mà tự mình là mình chết. Nam mô Bụt Thầy á. Chắc là chú Kinh đã bận rồi. Kính tri ân sư Liễu Tông, kính cảm ơn chú Kinh. Chúng ta còn khoảng 30 phút nữa. Có câu hỏi. Thính pháp ba bạch ngài, tại sao tâm sở tà kiến và tâm sở ngã mạn không thể sanh lên cùng một lúc? Con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Hai tâm sở này không thể sanh lên cùng lúc, là tại sở tâm sở ngã mạn khi nó phát sanh thì cái tâm nó phải có sự so sánh, cái đối tượng có sự so sánh. Còn tà kiến thì nó không có so sánh với ai đó, bởi vì cái đó là cái sự chấp.
chấp chấp một chiều, còn ngã mạn nó phát sanh nó phải có có sự so sánh đồng tâm, so sánh bên này bên kia, nên là đó là lý do tại sao nó không thể phát sanh cùng một lượt được. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ, mời mời chú Kinh lên tiếp ạ. Dạ. Dạ, chú Kinh có còn bắt mắt gì nữa không? Dạ, nếu còn thì mời chú tiếp tục. Dạ, rồi đeo mắt kiến là cháu muốn lên rồi. Dạ, thôi mời chú ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. À, phận sự MC lo MC lo chạy trốn mất tiêu còn kêu kêu gì đó, với câu hỏi người ta lên MC mà lên đọc câu hỏi chứ phận sự ai lấy làm vậy trời ơi. Kính thưa sư Lữ Đông, trong cái vấn đề nãy sư nói là đi về hành tứ niệm xứ, đi hành pháp phải có một bậc thiền sư, thì nó có phải là như là một bậc kêu là gọi là bậc nhập thiện trí thức không sư? Thì là muốn gặp được thiện trí thức thì làm sao để gặp được, và làm sao được mình biết được vị đó là thiện trí thức thì? Bởi vì với cái một người mà còn sơ cơ đi học thiền thì sao người ta có thể nhận định được đâu là một vị là chân tu mà một mà đâu là một vị là phi chân tu, và cái chỗ này nó khó cho đó. À, con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích được cái này nè. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, muốn được cái đó thì mình phải đọc trong Thanh Tịnh Đạo sẽ thấy. Dạ, xin lỗi. Quý vị biết ở trong Thanh Tịnh Đạo đó có đề cập tới một cái gì mà có thể làm thiền sư hay là làm gì thầy để dạy thiền được đó. Nó có điều kiện chứ không phải là mình cứ nghĩ là thôi mình cái học sơ qua rồi cái mình có thể mình hiểu biết chút chút rồi cái mình có thể mình làm này làm nọ thì không có được. Bởi vì muốn trở thành một vị thiền sư đó là phải có điều kiện đàng hoàng. Trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập tới mấy chuyện, nhưng mà thường chúng tôi tóm tắt thì cái vị mà thiền sư mà tốt nhất á thường phải là bậc thánh, còn cái vị thấp xuống chút rồi đắc thiền, mà cái vị mà như là tối thiểu đó thì cái vị đó cũng phải là cái bậc tam tạng pháp sư. Thành ra đó là những cái điều kiện mà mình có thể mình nhìn vào đó để mình biết được cái vị đó có khả năng hay không. Thành ra nó có 6-7 chuyện mà để nói cái đó đó. Và cái vị đó là phải giới hạnh trong sạch, vị đó đã từng hành thú đông, vị đó đã từng nghĩa là có khả năng giải thích về duyên khởi duyên hệ, có khả năng mà để phân biệt những cái điều kiện liên quan tới pháp hành. Thì cái người nào mà có đủ những cái điều kiện như vậy đó thì mới gọi là cái vị có thể làm thiền sư được. Chứ còn người nào không đủ điều kiện vậy đó ra mình vô đó mình ở chung là mình giao trứng cho ác. Thì cái đó có đề cập tới trong Thanh Tịnh Đạo đàng hoàng. Nói chuyện về vấn đề pháp sư nó có 6-7 điều kiện như vậy đó. Thành ra quý vị muốn biết chắc thì phải học một số cái điều kiện là cái vô đó lúc nào cần. Thì mình vô trước khi mình nói chuyện thì mình kể sơ qua về mình đi hành với ai hay là mình làm gì đó, rồi cái mình dựa vào đó để mình nói tới nói lui về điều để mình đo lường tới cái gì đó có thể giải thích một số cái điều kiện mà mình cần có thể là gặp, có thể là biết được hay không, thì lúc đó mình nên tin tưởng. Chứ còn nếu mà không tới trường hợp là mình cứ nghĩ là ông đó ông nổi tiếng thiền sư thì chắc ông giỏi, không có gì bảo đảm ở đó hết quý vị, mình nhớ chuyện đó. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai chúng tôi cũng nói nhiều lần đó. Mình phải học mới cho nó đàng hoàng là mình hả đi hành thiền, chứ còn không mình vô cái khổ của mình đó. Vô mà thứ nhất là cái thiền sư mà người ngoại quốc nữa là còn chết sớm nữa, ngôn ngữ bất đồng thì còn chết sớm nữa.
Thì trong thanh tịnh đạo chúng tôi nhớ là nó có sáu cái chuyện liên quan tới vị thiền sư đó. Thứ nhất là gì đó phải có giới hạnh trong sạch, cách quan sát giới hạnh trong sạch. Cái gì đó là trong cái quá khứ đó, từng hành cái 13 cái pháp đầu đà đó, pháp đầu đà rồi, cái vị đó đó là nghĩa là có tâm từ, nghĩa là luôn luôn chỉ những cái điều gì mà học trò cần biết, những người tới hành thiền cần biết, và vị đó là phải có khả năng để giảng danh sách như thế nào, thì bà tịch chặt một bà như thế nào, trai lắc như thế nào, có thể trình bày một cách rõ ràng để cho cái gì thiền sinh vô học hiểu vậy đó, thì chúng ta nên gần gũi như người đó. Còn nếu mà họ không có khả năng mà nói những cái điều đó thì dù họ có xưng là thiền sư thì cũng nên nên cẩn thận. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thú dạ, kính thưa thượng tọa Lưu Tông. Dạ, nhân cái vấn đề mà sư nói về một vị có giới hạnh trong sạch đó thôi, thì con cũng được biết có một số vị là gần như giống như là bị là bất cộng trụ, nhưng mà những vị đó cũng có đi thiền thì kia, họ họ được tán tụng, được tự xưng là thiền sư, nhưng mà sau đó nghe nói họ bị tụt xong, nhưng mà họ vẫn đắp y, họ vẫn mặc y, rồi họ đi truyền bá thì về cái những cái pháp thiền về tới niệm xứ. Vẫn truyền theo đúng vậy, cũng vô cũng ngồi thiền niệm phần xẹp rồi quán thọ đó, thì họ vẫn vẫn nói như vậy. Thì như vậy cái vấn đề mà đi truyền đạo của những vị đó có đem đến được lợi ích gì cho thiền sinh hay không sư, hay là có những cái tác hại nào? Và con cung thỉnh sư quan hệ giải thích cái điểm này, bởi vì đây là cũng là một cái vấn đề mà cũng rất là tế nhị. Và cung thỉnh sư ạ. Nam mô Bồ Tát dạ, kính bạch chư tôn hề dạ, kính thưa chư quý vị, thật sự ra gặp những cái vị đó thì không có lết gì cả. Thường thường những cái gì mà đã phạm giới rồi đó thì cái tâm lý chung đó là người ta cố gắng, người ta làm gì ta không phải che giấu những cái đó, thành là ta nói những cái là gì mà để ta che giấu được cái đó. Rồi người ta có thể có một số cái điều kiện tâm lý người ta biết, hay thiền sinh muốn người ta chỉ nói những cái điều đó mà thôi, nói để cho thiền sinh chết gì mê mẩn gì đó là đấy. Rồi thành ra trong thanh tịnh đạo mới nói mình tới gặp đó mình phải hỏi để con ông ta giải thích về nghĩa là duyên hệ duyên khởi rồi này kia, nó có thông suốt có này có nọ hay không đó, là nhớ chuyện đó mà hỏi những cái pháp đó, đó thành những cái người vậy mà giống như Huynh Kinh nói chắc chắn là không cần học tới đó đâu. Bởi vì khi mà học tới một cái mức độ nào đó mà họ làm lỡ mà phạm những cái giới nặng vậy là họ sợ y, chứ họ không bao giờ đeo đuổi cái đó cả. Còn vẫn đeo đuổi khi mà mình biết mình không thể, nghĩa là không có được có cái tư cách đúng như vậy mà mình vẫn đeo đuổi cái đó, là biết cái thứ đó thì dỗm nè. Thành ra luôn luôn kiếm những cái gì mà để che lấp những cái điều mà xấu xa của họ. Mà khi mà họ nói vậy thì có những cái chuyện họ sẽ không có sự chân thật rồi. Mà nếu không có sự chân thật thì chắc chắn là mình theo rồi mình lỗ vốn thôi, chứ làm sao lại được. Lỗ vốn thôi. Nhưng mà thường thường nếu người Việt mình nó có cái ít khi nào mà dám hỏi mấy chuyện đó đối với mấy vị sư, là không có hỏi. Mà khi không hỏi như vậy đó, cái mình không có đo lường được cái khả năng của người ta. Mà không có năng ta là cái vô tối ngày cái làm một chuyện thôi. Mình nhớ những cái trường thiền kinh nghiệm cá nhân chúng tôi đó, nghĩa là một hai ngày là ông đổi đối tượng, không bao giờ ông để mình làm một cái cả. Bởi khi mình lên trình pháp thấy có gì khác lạ là ông đổi đối tượng liền, để thử theo cái điều kiện mà mình trình pháp đó, nó đúng hay không đúng. Bởi có nhiều khi mình nói cái chuyện đó mình dựa vào pháp học mình nói, ông không biết đâu. Thành ra ông phải đổi đối tượng, bởi vì một cá tánh người có thể thích hợp ba bốn đối tượng, loại đối tượng khác nhau. Thì khi mà đổi đối tượng về là loại ra cái xấu xa của mình liền đó. Thành ra có như bởi vì mình ví dụ mình quen hành cái một hơi thở đi, ông về bữa nay ông nói thôi giờ niệm cây xả đi, tóc tóc không là mình nghe là mất trớn liền, phải không? Thành ra có những cái cách để mà
mình biết cái gì đó cái cỡ nào là vậy đó, nên không phải mình tử ông ta, nhưng mình muốn ông ta có đủ khả năng để giải thích rõ ràng những cái chuyện mình muốn biết. Chứ mình vô đó mình đừng có nghĩ là chuyện vô để mình muốn biết ông này ông cỡ nào, thì cái đó không nên. Đối với một thiền sinh mình vô vậy là không nên, bởi từ đầu mình đã không có cái sự kính trọng cái bậc thầy rồi. Có thể ông ta có bậc thầy thứ thiệt, nhưng mà nếu ông ta bậc thầy thứ thiệt á, mà có những cái bí ông ta vẫn nói ông ta không biết như thường đó, ngang. Hồi chúng tôi ở bên một cái trường thiền ở phía nam của Thái vậy, rồi không biết chúng tôi kỳ đó học cái phẩm cuối cùng bà Tha Ná là cái vô hành thiền 2 tháng. Tôi hỏi cái đó cái ông nói tối trở lại đi, cái tối lên cái ông nói cái điều ông hỏi tôi quên rồi đó, là chiều tôi lật sách tôi coi sự giải thích cho ông nghe. Chứ không bao giờ họ làm liền, họ nói liền đó, đó. Cái thứ thiệt là họ vậy đó. Đó, họ rất là thành thật. Cái gì mình quên mình không biết là mình là họ nói, chứ không phải là mình nghĩ là thiền sư là sợ người ta mình nói cái gì mà mình nói mình không biết hay mình quên người ta cười, không có đâu nó thiệt, không cho ai cười đó. Mô thầy vậy. À, xà thú dạ, kính thưa thượng tọa Vong. Dạ, nhưng mà trong cái trường hợp mà một số vị Phật tử đã biết vị đó bị như vậy mà họ vẫn che đậy, vẫn để cho vị đó đi làm mở những cái khóa thiền để dạy này kia, mà thì người mà biết mà che đậy như vậy thì người đó có phải là họ họ nghĩ là họ làm như vậy là tốt, giúp cho ông này có cái cơ hội để mà tạo được phước báo, thì như vậy không phải họ đang làm việc thiện, làm việc phước không ạ, hay là họ đang tạo những ác nghiệp ạ? Dạ, con cũng thỉnh chưa ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư vị, cái đó là mình đã, họ đang làm việc ác mà mình không biết, nghĩa là mình có những cái chuyện mình làm việc ác mà mình không biết, nên tại vì mình không có học giới luật của tu sĩ nên mình cứ tưởng là ông cái điều gì ông nói là đúng, không phải đâu. Ví dụ như vậy dễ hiểu nè, thường thường đó sao ông gọi là chư tăng, thường thường Đức Phật trong giới luật là cấm nhai chứ không phải là cấm ăn. Rồi mà cái giải thích cấm ăn rồi có những cái giải thích nè, đâu có mình vô đó trước trước đứng bóng khoảng 10 phút mình ăn lỡ cái trễ 50 phút không sao. Nhưng mà quý vị nên nhớ người dân mà biết vậy mà vẫn dân như thường đó là mình là cái nhân để cho người ta phạm giới, mình nhớ chuyện đó mà mình tưởng mình làm việc thiện, không phải. Ở bên Thái đó, ở thành phố lớn thành phố nhỏ thì chúng tôi không có hiểu nhiều, chứ không đó 12 giờ cái 15 mà vô mà kêu cái gì đó là kêu nước thì nó không sao, nó bưng ra. Nhưng mà kêu cái gì mà ăn mà có thể quá 12 giờ là nó kêu cảnh sát chứ nó không có đem ra đâu đó. Nó phải giữ như vậy đó. Thì chứ còn mình nói là mình vẫn chờ đợi để cho ông đó ông làm mà ấy, không ông không còn đủ. Thí dụ nha, là đức giới thiệt thì ông không còn đủ tư cách để đi hoằng pháp, đi hoằng dương giáo pháp gì cả, bởi vì đã đứt cái giới nặng rồi mà vẫn mà y gọi là trộm tăng tướng, tức là ông không xứng đáng nữa. Mà người biết mà vẫn hồ đồ là làm ác chứ không phải làm thiện. Nam mô Bổn Thầy giá. À, chuyện này chú kinh bận thiệt rồi nha. Dạ sao tốt sao tốt dạ kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ xin mời quý vị Phật tử chúng ta tranh thủ à, chúng ta còn khoảng mười mấy phút thôi quý vị. Dạ còn khoảng mười mấy phút nữa thì đã là hết giờ rồi. Dạ thưa sư, dạ theo cái câu hỏi của chú kinh đó, dạ con lại lắng nghe, con cũng hỏi thêm một cái nữa thưa sư. Dạ. À, là thưa sư, ví dụ bây giờ một cái vị đó bị tuột xà rông nhà, nhưng mà bây giờ mình trở thành cư sĩ rồi mình đi dạy thiền thì có được không thưa sư? Bởi vì với
cái kiến thức mà mình học được đó, thì nó cũng giúp ích được người khác. Thì bây giờ mình đã bị tuột xà rông, thì bây giờ mình trở thành một vị cư sĩ và mình đi dạy thiền cho người khác, thì cái việc làm như vậy nó có hợp pháp hay không vậy con kính thưa sư? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, vẫn được như thường, như với điều kiện là mình sở y, có thể em giữ là tám giới mặc đồ trắng, hoặc là không giữ tám giới được, năm giới cũng được, nhưng mà nếu mà mình có khả năng thực sự thì làm vẫn được như thường. Nhưng mà thường thường đó, thế gian mà huynh khi mà nó biết ông này cà chớn này là nó không tới học đâu, đừng có dạy gì đó. Thật kỳ đó, tại đó đó lý do tại sao có nhiều người bị rồi và không dám nói mình bị đó, cũng như đời mặc đồ như cũ đi dạy là vậy đó. À, người Việt mình có nhiều cái không phải dễ tha thứ đâu, biết ông đó mà vậy rồi thôi chứ rồi khỏi, đừng hy vọng. À, chẳng thà ông không bị mà ông hoàn tục không lý do gì đó mình không biết, nhưng mà ấy cơ, nhưng mà hãy mà hoàn tục mà vì lý do nó biết là đứt giới rồi mà hoàn tục là nó không có chơi nữa. Vì đa số Phật tử Việt Nam á, đừng nói gì ông sư mà tu mà xả y đó là nó còn không thèm chơi, thành ra bên mình nó ít có người chịu, tôi chịu đi tu rồi vậy đó, về tu rồi xả y là coi đồ tu sức mà nó, thấy không, chứ không phải nó chứ mấy nước Phật giáo truyền thống. Thì tôi coi ở hết duyên này ra thôi, mắc gì đâu, hết duyên này ra, còn duyên thì tiếp tục tu, hết duyên ra, chứ còn Việt Nam hết duyên mà đi ra bất tử là cái thứ tu xuất này mà làm ăn gì, tu ngọn tu tu không được, anh đang thường để ý là nó mới là chết, mà anh ở Việt Nam mà ít ai dám đi tu, đi tu ra ra bất tử không được. Còn trong khi bên kia tu hoài lâu buồn buồn vô tu, tu khi nào chán ra cái có khi tu vài tháng, khi tu vài năm vậy đó, chuyện bình thường thôi. Nó mô tả vậy. Sa thú sa thú và kính trang siêu lược tâm. Thưa sư, mà con thấy mình ra ngoài đời mình đâu có cần Phật tử phải hộ độ, thưa sư, mình cũng có tay có chân cũng đi làm những gì. Con thấy thật sự ra thì cái chuyện đi làm mà kiếm sống đâu có gì mà khó khăn đâu. Thì con thấy dụ giờ mình là một người cư sĩ thì mình chỉ dẫn nhà mình mở những cái nơi nào đó, ví dụ như mình dạy ta dạy võ thì bây giờ mình dạy thiền như vậy, thì không nhất thiết là Phật tử phải phải đến để hộ độ gì mình nữa chứ. Mình con thấy cuộc sống mà kiếm cơm nó đâu có khó khăn gì đâu, chỉ có một số người họ làm biếng thì con thấy nó mới mới khó thôi. Con thấy cuộc sống ngay ở Việt Nam cũng vậy thôi. Có những người họ siêng năng thì họ cũng cũng kiếm cơm ngày hai bữa, với lại đâu có gì khó đâu. Thưa sư, ở đây thí dụ bây giờ một người Phật tử, thưa sư, một người Phật tử nãy mình nói chư tăng nói người Phật tử, ví dụ người ta học thiền là người ta có những cái kinh nghiệm gì đó, rồi bây giờ người ta có điều kiện người ta mở những cái trường lớp, giống như mình gọi là dạy học võ nhưng mà biết chút đỉnh mình ra mình truyền lại cho người khác, thì theo trong vấn đề thiền định thì làm cái chuyện đó nó có được không thưa sư? Về võ thuật thì con biết là được rồi đó. Ví dụ giờ sư lên tới Hồng Đài thôi, chưa phải là sư phụ, nhưng mà mình ra mở võ đường mình dạy cũng được. Thì không biết là trong vấn đề thiền thì khi mình học một thời gian rồi giờ mình ra mình mở những cái trường để mình chỉ với người khác, với dạng là cư sĩ chỉ cho cư sĩ đó, thì cái việc làm đó nó có nên không sư? Con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư tôn mày, dạ kính thưa chư về chuyện bình thường thôi, giống như ông Goenka đó, ông đâu tu ngày nào đâu, cũng là học trò của Ubakin đó, nhưng mà tại cái dòng đó là cái dòng nổi tiếng rồi, có lẽ người ta kính trọng thầy, người ta kính trọng trò luôn, còn mình không có ở cái dòng nào, tự nhiên là mình ra mình nói tôi thiền sư rồi cái chắc chắn là không ai tin. À, cái chuyện đó bình thường thôi, có ai đâu. Đó, cái dòng Ubakin đó là cái dòng của ngài Ledi Sayadaw đó, rất là nổi tiếng ở Miến Điện.
Anh là ông truyền nói là ông đi, ông là thiền sư mà ông đi đâu ông cũng có bà vợ ngồi bên cạnh ai nói gì đâu. Nên, nếu mà mình có nghề tứ thiệt là mình không có sợ vậy đó, nhưng mà với điều kiện là nghĩa là mình đừng có cái phốt nào riêng, có phốt rồi mới mới sợ. Thường thường tu xuất là họ coi cái đó là cái phốt, thành ra rất là khó. Nghĩa là nhờ tại có nhiều người tu không nổi, hoàn toàn không có phạm gì đó, nhưng mà tại sao sống không được là sống với cái con mắt đời à. Ở cái Việt Nam mà sống mắt đời không được, nó ngó ngó kỳ thấy nó ngó là đủ đủ nổi sân này không, chứ không phải mấy xứ khác bình thường thôi. Mấy xứ Thái tu nhiều khi 50 năm tu không nổi nó ra vậy thôi, chứ không có gì đó. Nhưng Việt Nam mà tu xuất là thấy chúng nó kênh kênh rồi, không biết tại sao, không biết cái phong tục có từ đâu tới cũng không biết. Chứ còn mình có nghề có khả năng là muốn sợ ai đó, nhưng đừng có cái phốt nào để cho anh cháu biết thì nó mới không muốn chơi với mình thôi. Nó mua bích thà giá Dạ, sa thú, dạ, kính trên sư. Dạ, xin mời quý vị Phật tử chúng ta tranh thủ ạ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nè. Dạ, chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Dạ, mời quý vị tiếp tục nêu lên những thắc mắc của mình. Dạ, nếu không phải chờ một tuần lễ nữa đó, thưa quý vị. Do thấy Giang Nhất Hạ, dạ thưa sư, các vị sư bên Nhật Bản đều có vợ hết, ngay cả vị tăng thống của Nhật Bản. Như vậy thì như thế nào thưa sư? Chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư Lưu Tông ạ. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra bên đó là nó được công nhận là từ trên xuống dưới là nó không có sao đó, còn mình mới mới có sao chứ còn đó có sao đó. Tại vì vào thời xưa đó, cái thời có thời mà như không biết thời chiến tranh thời gì đó mà trai thiếu gái thừa, thành ra nó mấy ông sư có vợ con sao đó. Thành ra riết nó thành cái truyền thống nó vậy đó. Đó được là nghe ông vua còn chấp nhận mà tao có lấy đâu, nhưng mà họ cũng biết điều cái là bình thường á, thì họ đi làm đi gì họ mặc đồ thường vậy thôi, giống như Tin Lành đó. Nhưng mà chỉ có tới cái giờ cái ngày Nhật làm lễ họ mới mặc đồ tu sĩ vô thôi, chứ không phải lúc nào cũng mặc đồ tu sĩ, không có đó. Thành ra cái đó là giống như một cái truyền thống ấy, truyền thống mới bên mình là có chưa có cổ Sơn Môn á, cũng chỉ thầy tụng thầy cúng thì đúng hơn là thầy tu, nhưng mà xã hội nó chấp nhận thì không có gì hết đó. Nhưng mà mình nếu mình tu theo giới luật của Đức Phật thì mình cái đó không được. Còn này cái họ không có giữ thế giới luật theo Đức Phật, họ chỉ giữ một số điều kiện nào đó thôi, chứ không phải là tu sĩ thứ thiệt, thành ra không sao. Mà bên Nhật là chuyện nó bình thường, nó chuyện bình thường. Chứ bên Nhật mà con nít con ấy nó lại nó hồi chúng tôi đi đi lần thí điểm muốn xỉu rồi, đi qua Miến Điện nó đi xuống phi trường Tokyo, tự nhiên con đứa nó ẹo lại cái nó ôm cổ mình để cho đứa khác chụp hình, xui chào muốn đứng tìm cho mà giận nào mà thì nó coi rất là bình thường, không khi mình tim nó đập thì đều muốn nhảy ra ngoài luôn. Nó coi chuyện nó bình thường lắm, nó gái Nhật nó coi bởi vì bên đó cái hệ tu sĩ của nó vậy rồi, nó đâu khe mình lại đâu. Nó đi mấy ông sư đi qua Nhật phải coi chừng á, đi phải đi để ý để né cho kịp chứ không là dễ dễ tắt thở lắm. Nam mô Bổn Thầy dạ. Dạ, sa thú, dạ, kính trường sư. Dạ, thì giống như cái vấn đề mà mỗi cái quốc gia nó có cái sự khác nhau. Thành thử ra nhiều khi cái vấn đề, nhiều khi suy tư vấn đề mà chữ tăng bảo là nó cũng kẹt nữa. Bởi vì mấy ông ở bên bên Nhật không có vợ, có con, không không phải gọi là tăng được, nó kẹt ở chỗ đó.
nhưng mà nhiều người thì họ nghĩ rằng vẫn là Tăng Bảo, vì họ là người xuất gia mà, cho nên nó cũng nhiều khi nó cũng lung tung ở trong mấy cái vấn đề này lắm. Dạ, quý vị có gì thắc mắc hay không à? Nếu không thì chắc con thỉnh sư dạ và chúc phúc cho đạo tràng và chúng ta đóng cửa hôm nay. Và một lần nữa con kính tri ân sư Liễu Tông, kính cảm ơn quý Phật tử đã vào room, và con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, mình là cái nét chẳng được hơi yếu rồi là thấy có nhiều gì cái tập thể dục hoài, lại vô tập thể dục. Nhưng mà thôi, mình có duyên bao nhiêu thì tính bao nhiêu. Kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sinh do pháp tội trong ngày hôm nay, xin lời hay là mối duyên lành để chư tôn này dạ cùng các cận sinh nam nữ có được cơ hội để chấm dứt cả pháp ngủ ngầm nơi trầm. Trong rung mà không giờ không còn gì xưa nào ta. Phá tu sắp bà măng khả lăng rắc hành tu sắp bà đê quá ta. Sắp bà bút thà nú phá quê ná sá đa sô thi phá quanh tu tê. Phá quá tu sắp bà măng khả lăng rắc hành tu sắp bà đê quá ta. Sắp bà thăm mà nú phá quê ná sá đa sô thi phá quanh tu tê. Phá quá tu sắp bà măng khả lăng rắc hành tu sắp bà đê quá ta. Sắp bà sẵn khá nú phá quê ná sá đa sô thi phá quanh tu tê. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mày Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, Nam mô Rát Tà Nát Tà Giá Sạ. Minh tâm có hồi hướng thì là đóng đúng luôn nha. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú, dạ con kính tri ân sư, dạ con xin phép đọc kinh hồi hướng ạ. Văn kinh chi cú sa lá cầm măng cách tấp bằng ký ri văn ma ma ca dê na hoa cha Masna sa tisa de suga tang katang ye satta sanyino athi ye cha satta asanyino katang bun nya pha lang mai hang sabbe pha ghi pha wan tu te ye tang katang suvidi tang din nang bun nya pha lang ma ya ye cha tat tha na cha nhàn ti đề hòa gần tòa ni quê đây đã dùng sắp bề lô cầm hi về sát ta chi quan ta ha hệ tu ca ma nhun năng phô cha năng sắp bề la phan tu ma ma chê ta sa ti. Dạ, kính cảm ơn quý Phật tử đã vào room cùng nhau học hỏi hôm nay. Và sau đây thì mình tâm tìm cái cách để đóng room rồi. Tại vì lâu quá không có đóng room, cho nên bây giờ để coi cái đóng room nó nằm ở đâu đây. Đây, close the chat room rồi. Minh Tâm xin phép đóng room nha. Dạ, chúc quý vị một ngày ăn vui.